thần cấp ở rể. chương 541, tới đây bàn chuyện làm ăn. Một người đẹp khác ở quầy lễ tân tiến lên và rót trà cho Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi. Nhưng chẳng mấy chốc, người phụ nữ xinh đẹp tiếp đón họ ban đầu bước đến, mỉm cười nói, thật là ngại quá, thưa anh, xếp trịnh của chúng tôi không có ở đây. Diệp Vô Phong không quan tâm lắm, vậy đi tìm Lý Thích, xếp Lý Thích chắc có ở đây nhỉ? Anh ấy cũng không có ở đây. Khi nào thì bọn họ trở lại? Tôi cũng không biết, người đẹp cười khổ, cô ta chỉ là một nhân viên lễ tân, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Diệp Vô Phong cũng không làm khó người đẹp nữa, nói, vậy tôi đi lên chờ, như vậy là được rồi chứ? Người đẹp có hơi do dự, dù sao cô ta cũng biết bình thường người không có hẹn trước sẽ không được đi lên, nhưng hiện tại xem ra lai lịch của Diệp Vô Phong cũng không nhỏ. Cô ta có phần không biết làm sao rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Bạch Nhạn Phi cười nói, yên tâm đi, chúng tôi cũng chỉ là đi lên, không làm gì cả, và lại chúng tôi tới đây để bàn chuyện làm ăn, không làm gì khác. Người đẹp cuối cùng vẫn để cho hai người Diệp vô phong đi lên. Cô ta cho rằng dù gì thì phía trên cũng có nhiều người như vậy, chắc hẳn sẽ không gây ra nhiễu loạn gì, một lát nữa cô ta sẽ đuổi theo dặn dò mọi người một chút. Đến lúc đó sẽ có người trông chừng hai người bọn họ khu vực làm việc của công ty chính hòa tương đối bình thường, không khoa trương như tầng một bên dưới, hơn nữa trên thực tế cũng chỉ có một số bàn làm việc. Hầu hết các phòng đều được ngăn chia và sử dụng làm phòng huấn luyện. Sau khi hai người Diệp vô phòng đi lên thì tìm một căn phòng để ngồi xuống và xem quá trình huấn luyện của những vệ sĩ này. Còn Trịnh Phi và Lý Thích đã trở lại. Quầy lễ tân vội vàng tiến lên, xếp Trịnh, xếp Lý, phía trên có một nam một nữ đang đợi hai người. Trịnh Phi có chút tò mò, tìm chúng tôi, để làm gì? Nói là đến bàn chuyện làm ăn với anh, nhưng nhìn khí thế thì không giống, giống như là để điều tra các người hơn. Người đẹp thành thật nói ra những gì mình cảm giác. Trịnh Phi cau mày, trong khi Lý Thích khịt mũi, chắc không phải là con khốn A Mịch kia chứ. Rõ ràng vụ án này đã trôi qua lâu như vậy rồi mà cô ta còn dám đến tìm chúng ta. Cô ta nghĩ bây giờ còn có thể tìm được chứng cứ trên người chúng ta sao? Sắc mặt của Trịnh Phi cũng không tốt lắm. Bọn họ vẫn luôn biết A Mịch này là đặc vụ ngầm, chủ động tiếp quản vụ án từ nửa năm trước, cố gắng tìm ra bước đột phá từ phía bọn họ. Thôi bỏ đi, lên đó ứng phó một chút với cô ta là tốt rồi. Dù sao cô ta cũng không làm gì được chúng ta. Lý Thích bất lực nhún vai, thật ra bọn họ cũng biết nên đối xử với A Mịch tốt một chút. Họ cũng không muốn có mối quan hệ xấu với chính quyền, đặc biệt là khi một số cảnh sát phụ còn là do công ty của bọn họ cử đi hai người đi một mạch lên trên lý thích lại có chút nghi hoặc cô gái đó là a mịch vậy thì người đàn ông thì sao tôi chưa từng thấy a mịch mang theo người đàn ông nào ra làm việc cả trịnh phi lắc đầu ai mà biết được có lẽ là kéo từ đâu đó qua để góp đủ quân số nhằm lấy thêm can đảm cũng không chừng cả hai nói tới đây liền bật cười nhưng khi đến khu văn phòng nhìn thấy bộ dạng của diệp vô phong cả hai người đều ngỡ ngàng lý thích chừng mắt sao anh lại tới đây anh quên rồi hôm nay là ngày thứ tư tôi đã nói sẽ cho các anh thời gian ba ngày để thu xếp đồ đạc nhưng hiện tại xem ra các anh vẫn chưa thu dọn được gì cả diệp vô phong lắc đầu cảm khái lúc này trịnh phi mặt mày u ám vỗ vỗ bàn làm việc bên cạnh diệp vô phong anh đừng quá kiêu ngạo để tôi nói cho anh biết không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào tổng bộ của công ty chính hòa chúng tôi đâu nếu anh vào được vậy chờ chết đi trong khi trịnh phi đang nói chuyện Lý Thích đã nhấn nút tập hợp. Và lúc này, các vệ sĩ xung quanh đều đi ra khỏi phòng và đến khu vực văn phòng. Các nhân viên trong khu vực văn phòng đã sớm rút lui. Bọn họ cũng biết một lát nữa nơi này sẽ xảy ra một trận chiến rất nghiêm trọng. Bọn họ đương nhiên biết vệ sĩ của công ty mạnh như thế nào. Và lại ngoài đám vệ sĩ đó ra còn có hai đại cao thủ tỏa chấn, có lẽ một nam một nữ tới đây sẽ gặp tai ương rồi. Diệp vô phong nhìn đám vệ sĩ chung quanh, nở nụ cười nói kỳ thực anh hẳn nên biết dù cho vệ sĩ ở đây của anh có nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không có cách nào bảo vệ cho các anh được chu toàn đâu lý thích nghiến răng cực kỳ khó chịu anh bớt nói nhảm đi vệ sĩ của chúng tôi người người đều là tinh anh hơn nữa đừng tưởng rằng chỉ có anh mới có võ công mạnh mẽ công ty chúng tôi cũng có hai vị cao thủ sau khi nói xong hai người đàn ông trung niên trong trang phục huấn luyện bước ra một người cực kỳ cường tráng người kia tuy gầy hơn nhưng lại có một bím tóc dài hai người chỉ lạnh lùng nhìn diệp vô phong hai người ở cảnh giới tông sư sao các người thật đúng là nối giáo cho giặc mà người tập võ lại đi giúp người xấu làm chuyện xấu quả thực quá đáng giận diệp vô phong lãnh đạm nói hai người chắp tay với diệp vô phong tại hạ phương thất tại hạ phương bát xin huynh đệ chỉ giáo cái tên này chẳng hay chút nào phỏng chừng là tùy tiện chọn diệp vô phong cười ha ha nhưng khi anh vừa cười thành tiếng, hai người phương thất cũng áp sát lại. Tiếp theo đó, những vệ sĩ vốn dĩ đang bao vây Diệp Vô Phong đều ra tay, lao về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong ôm cổ Bạch Nhạn Phi, nhảy lên, dẫm lên nắm đấm do tên vệ sĩ tung ra, sau khi trèo qua những vệ sĩ này thì đặt Bạch Nhạn Phi ở cửa phòng. Bấy giờ anh mới xoay người nhìn vẻ mặt hết sức kinh hãi của đám vệ sĩ. Một chiêu vừa rồi tuyệt đối khiến cho bọn họ phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa, ngay cả hai người Phương Thất cũng phải kinh ngạc. Tốc độ ra tay của bọn họ vô cùng nhanh, nhưng lại chẳng chạm tới được dù chỉ là ống tay áo của đối phương. Hoặc là bản thân Diệp Vô Phong đang ở trạng thái tập trung cao độ, hoặc là thực lực của Diệp Vô Phong đã đạt đến tình huống ngoài tầm với của bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ thà rằng Diệp Vô Phong thuộc về loại phía trước, có thể thoát khỏi công kích của nhiều người như vậy trong lúc vượt qua vòng vây của bọn họ là bởi vì lực tinh thần vô cùng tập trung, đã nghĩ xong trước cả chiêu thức rồi nhưng mà nền móng của thằng nhóc này quá ổn mang theo một người phụ nữ mà còn có thể dẫm lên cánh tay mà nhảy qua phương thất nói trong cơn bàng hoàng dù sao thì ông chủ đã lên tiếng rồi nhất định phải bắt được hai người bọn họ phương bát nói một cách chắc chắn cả hai lại áp sát sau khi diệp vô phong không cần bảo vệ bạch nhạn phi nữa trên mặt lộ ra nụ cười các người thật sự cho rằng mình đánh nhau rất được đúng không rất nhiều vệ sĩ đều lao về phía diệp vô phong mà hai người Phương Thất là người đầu tiên chịu đòn. Hai người Trịnh Phi và Lý Thích Chỉ ở phía sau mỉm cười đắc chí. Còn dám đến công ty chúng ta bới lông tìm vết, tôi thấy anh ta không chết là không xong mà. Quả nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi rồi, còn muốn bảo chúng ta thật sự làm theo những gì đã hứa hẹn chứ? Cả hai người đều vô cùng vui mừng, bởi vì họ biết rằng chỉ cần bắt được Diệp Vô Phong, sau đó có thể đưa Diệp Vô Phong đến nhà họ Nguyên để lĩnh công. Diệp Vô Phong đã đắc tội đến nhà họ Nguyên, nhà họ Nguyên vẫn luôn muốn đối phó với Diệp Vô Phong. Nhưng bọn họ không biết nhà họ Nguyên đã xảy ra chuyện gì mà cho tới nay chỉ làm mấy trò vật vãnh. Nhưng lần này bọn họ thắng chắc rồi, đến lúc đó, bọn họ sẽ đưa Diệp Vô Phong về nhà họ Nguyên, thế thì có thể giành được hảo cảm của nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong mở hai tay ra, làm thành một vòng trước mặt. Chương 542, rốt cuộc ai phạm pháp rồi? Phương thất lên trước hai ngón tay của gã móc lại với nhau, câu lấy cổ của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong chặn bằng một tay, bắt lấy được cổ tay của Phương Thất, trong khi bên kia, Phương Bát cũng ra tay vào lúc này, hai tay làm hình trùy, đập về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong né sang một bên, tát cho Phương Bát một cái tát. Sau khi Phương Bát tấn công không thành công, gã ngồi xổm xuống quét chân một đường. Này rõ ràng là bởi vì gã đã đoán trước được đòn tấn công của mình sẽ bị né tránh nên mới nghĩ đến chiêu thức như vậy. Diệp Vô Phong biết nếu mình lui về sau hơn nữa thì Bạch Nhạn Phi sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy anh chỉ có thể cứng rắn nhấc chân đang quét của Phương Bát lên. Anh tập trung sức mạnh vào đôi chân của mình, và sức mạnh phòng thủ mạnh mẽ của thần công Long Tượng khiến hạ bàn của Diệp Vô Phong vững như thép. Ầm, uhm, đòn tấn công của Phương Bát vững chắc giáng xuống chân của Diệp Vô Phong. Phương Thất cũng cảm thấy rằng gã có thể móc cổ Diệp Vô Phong trước khi Diệp Vô Phong ngã xuống đất. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến gã trừng to mắt, có thế nào cũng chẳng hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Phương bát ra chiêu đã bị bẻ gãy chân, còn trung bình tấn của Diệp Vô Phong thì không hề di chuyển. Trên chán Phương bát đầy mồ hôi lạnh, tức khắc lui ra ngoài. Phương Thất muốn rút lui, nhưng cổ tay của gã đã bị Diệp Vô Phong bắt lấy, gã không có cách nào rời khỏi bên người Diệp Vô Phong làm sao vậy, bây giờ đã muốn rời khỏi nơi này rồi à? Có phải quá tự tin vào bản thân hay không? Diệp vô phong nhìn Phương Thất với vẻ mặt tươi cười mà nói. Phương Thất đã biết mình và Diệp vô phong hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Thực lực của đối phương đã vượt quá sự hiểu biết của bọn họ rồi. Tuyệt đối là cảnh giới chiến thần. Diệp vô phong một cước đá bay phương thất, mà lúc này, đám vệ sĩ xung quanh đều lặng ngắt như tờ, đình chỉ động tác của mình, hai người mạnh nhất trong công ty của bọn họ đã bị đánh bại như thế này rồi hơn nữa xem trừng diệp vô phong vẫn rất thoải mái điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc đó là ai vậy tại sao lại mạnh mẽ đến vậy tất nhiên mấy người trịnh phi không ngờ rằng hai vị đại cao thủ trong công ty của họ cứ bị giải quyết như vậy rồi điều này nằm ngoài dự đoán của họ mà lúc này bọn họ dường như không có quân bài tẩy nào nữa Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn Trịnh Phi, bây giờ các người hẳn là phải thực hiện những gì các người đã nói lúc trước rồi đúng không? Nhưng nếu các người thực sự không muốn phiền phức như vậy thì cũng được. Chúng tôi có thể thu mua công ty Chính Hòa của các người. Các người có thể cầm tiền mà rời đi một cách tự do vui vẻ. Hai người Trịnh Phi đều mang vẻ mặt u ám, đương nhiên bọn họ không cam lòng từ bỏ công ty Chính Hòa, dù sao đây cũng là công cụ phát tài của bọn họ. Hơn nữa hiện tại hoạt động của toàn bộ công ty đều đang phát triển phồn thịnh và lại đã chiếm lĩnh toàn bộ ngành vệ sĩ ở Liêu Tây. Nó là doanh nghiệp hàng đầu ở Liêu Tây. Làm thế nào hiện tại bọn họ có thể bán công ty đi cơ chứ? Loại chuyện này nghĩ cũng không cần nghĩ. Diệp vô phong mỉm cười nói, tôi biết các người không phục, nhưng các người phải biết lúc này bướng bỉnh không có lợi cho ai hết. Tôi rất coi trọng những gì các người đã nói vào ba ngày trước. Trịnh Phi nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên sẽ không đồng ý lời của Diệp Vô Phong. Nhưng mà lúc này Diệp Vô Phong tiến lên một bước, đám vệ sĩ cũng đều lui về phía sau một bước. Tình cảnh này khiến đám người Trịnh Phi vô cùng thất vọng. Bọn họ là công ty vệ sĩ, ấy thế mà lại có người dám xông vào uy hiếp bọn họ. Nếu đây là một người bình thường, hiện giờ đã bị ném ra ngoài rồi. Diệp Vô Phong nhún vai, tôi tới đây là muốn thông báo cho các người, chứ không phải để bàn bạc chuyện gì với các người. Thấy sự việc lúc này đã được giải quyết xong, Bạch Nhạn Phi lập tức nở nụ cười, xem ra chuyện này đã kết thúc mỹ mãn. Diệp vô phong cười nói, hiện tại bọn họ chỉ có thể làm như lời chúng ta đã nói. Nếu không tôi giải quyết hết bọn họ, để bọn họ nằm viện mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Bạch Nhạn Phi gật đầu, cô ấy vô cùng tin tưởng vào Diệp vô phong. Nếu Diệp vô phong nói công ty chính hòa sẽ bị giải quyết, nhất định sẽ như vậy. Vì vậy, cô ấy rất hào hứng, trịnh phi và lý thích đều kinh hãi lý thích hét lên với tất cả vệ sĩ đồ khốn mấy người làm gì vậy lên cho tôi trịnh phi thì lại nhìn diệp vô phong anh biết mà nhỉ chỉ cần chúng tôi không đồng ý cho dù anh giết chúng tôi công ty chính hòa vẫn thuộc về chúng tôi anh sẽ không bao giờ lấy được hình như những gì các anh nói cũng có lý nhưng tôi tới đây cũng không thể tay không mà về đánh các người một trận thì ít nhất tôi vẫn khá vui vẻ diệp vô phong cười nói Hai người Trịnh Phi ngỡ ngàng nhìn Diệp Vô Phong. Mặc dù đám vệ sĩ cũng muốn tiến lên, nhưng vừa nhìn thấy tình hình của hai người Phương Thất, bọn họ đều không dám đi lên nữa. Bọn họ đã từng đối chiến với hai người Phương Thất, về cơ bản, một mình Phương Thất đánh bại 10 người trong bọn họ cũng không thành vấn đề. Nhưng hai người mạnh mẽ như vậy lại bị đối phương thoải mái xử lý một cách dễ dàng. Đây tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Vì vậy, trong lúc nhất thời, Diệp Vô Phong một mình đứng đối diện 20, 30 người. Xong 20, 30 người này lại nhát gan hệt như chuột. Thằng khốn, mày có biết làm như vậy là phạm pháp không? Mày có biết không, lúc này Trịnh Phi không biết phải dùng lý do gì để ngăn cản hành động của Diệp Vô Phong nữa. Diệp Vô Phong nhìn chằm chằm Trịnh Phi, từ ngữ như phạm pháp này được thốt ra từ miệng Trịnh Phi làm cho anh cảm thấy rất kinh ngạc. Hóa ra trong mắt anh còn có pháp luật à? tôi còn tưởng rằng anh làm nhiều chuyện phi pháp như vậy đã không biết pháp luật là gì nữa rồi diệp vô phong cười diễu cợt trịnh phi nhanh chóng giải thích công ty chúng tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật cái này anh không thể nói lung tung chúng tôi là một công ty vệ sĩ chính quy chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp diệp vô phong chỉ nhún vai đối với lời này đương nhiên không tin những lời trịnh phi nói đi ra ngoài hỏi về công ty chính hòa thì mới biết thật là việc xấu đầy giấy Loại công ty này cũng chỉ nhờ có sự chăm sóc của nhà họ Nguyên nên mới có thể tiếp tục kinh doanh mà thôi. Nếu không đã sớm bị tra xét. Tùy các người, hai sự lựa chọn cho các người, bây giờ các người cũng biết rồi. Đã đến lúc các người phải đưa ra lựa chọn, Diệp Vô Phong thờ ơ nhìn hai người Trịnh Phi. Sắc mặt hai người Trịnh Phi nhất thời trở nên khó coi. Hai người bọn họ đều không muốn lựa chọn, vừa không muốn rời khỏi Liêu Tây, cũng không muốn giao công ty chính hỏa cho Diệp Vô Phong vì vậy bọn họ vẫn đang kéo dài thời gian. nghe nói ở đây có người phá hoại tài sản cá nhân. đúng lúc này phía sau truyền đến một giọng nói có chút uy nghiêm. diệp vô phong quay đầu nhìn sang liền thấy một người mặc đồng phục cảnh sát đang đi về phía mình. chu bách hoa tỏ vẻ thở ơ liếc nhìn tình hình xung quanh rất nhanh đã chú ý tới hai người phương thất. trên mặt trịnh phi lộ ra vẻ vui mừng chính chúng tôi đã báo cảnh sát là hai người bọn họ muốn phá hỏng tài sản của chúng tôi bọn họ còn làm bị thương hai nhân viên của tôi chu bách hoa nghe thấy thế thì gật đầu đến trước mặt diệp vô phong lấy ra còng tay vô cùng bình tĩnh nói đi cùng chúng tôi một chuyến hóa ra phía sau chu bách hoa còn có bốn năm viên cảnh sát lúc này bốn năm cảnh sát này chỉ nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu đây là lần đầu tiên bọn họ tới công ty vệ sĩ như thế này nhìn thấy những nhân viên có cơ thể cường tráng đó trên mặt họ nhiều thêm một tia kinh ngạc. chương 543, đi một chuyến. Diệp vô phong nở nụ cười nhìn Trịnh Phi, các người thật không tệ đấy, dám lặng lẽ làm loại chuyện như thế này. Nhưng các người có thể chịu được lửa giận lần tiếp theo của tôi không? Trịnh Phi nói với Chu Bách Hoa, anh xem, anh còn ở nơi này mà anh ta cũng dám uy hiếp chúng tôi. Xem ra người như anh ta sẽ không bao giờ thay đổi tính tình được. Nếu chịu án thì ít nhất cũng phải cho 10 năm. Chu Bách Hoa thở ơ nói, tôi không quyết định được chuyện này, cậu cũng không quyết định được. Nhưng phá hủy tài sản cá nhân, gây thương tật, phỏng chừng phải bị kết án rồi. Diệp vô phong chỉ hờ hững nhìn bọn họ. Trịnh Phi vô cùng hài lòng gật đầu. Trong khi Bạch Nhạn Phi định tranh luận với Chu Bách Hoa thì Diệp vô phong đã giữ cô ấy lại. Anh biết Chu Bách Hoa cùng Trịnh Phi này có chút quan hệ gì đó, nếu không thì cũng sẽ không thiên vị Trịnh Phi rồi. Tuy nhiên, anh đã xem xét hoàn toàn hoàn cảnh trong văn phòng này rồi. Nếu có thời gian, anh có thể tìm được tài liệu mà Ami cần. Làm sao vậy, còn muốn tôi mời à? Chu Bách Hoa thở ơ hỏi. Bấy giờ Diệp Vô Phong mới đưa tay còng còng tay vào, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Chu Bách Hoa, đến lúc đó còng tay này không dễ tháo như vậy đâu. Chu Bách Hoa nhìn Diệp Vô Phong với nụ cười chế giễu, đã đến nước này rồi mà anh còn muốn giả bộ gì nữa. Dẫn đi, câu cuối cùng là anh ta nói với cấp dưới của mình. Chờ sau khi Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi bị bắt, tất cả mọi người rời khỏi văn phòng, bấy giờ Trịnh Phi và Lý Thích mới nhìn Chu Bách Hoa mỉm cười. Chu Bách Hoa thờ ơ nhìn hai người họ, sau này hai người vẫn nên bớt gây phiền phức cho tôi về chuyện của hai người đi, tôi đang bận vụ án của mình đấy. Trịnh Phi cười nịnh, anh Chu, không phải là do em không còn cách nào nữa sao? Vừa rồi anh cũng thấy rồi đó, hai người phương thất đều đã bị đánh gục rồi nếu không gọi cho anh ngay cả cách để bảo vệ cho nơi này chúng em cũng không có lý thích cũng gật đầu anh họ anh biết mà người mạnh nhất công ty chính hòa chúng em là phương thất nhưng mà tên khốn đó giải quyết phương thất một cách rất dễ dàng hơn nữa em đã điều tra ra rồi diệp vô phong chính là chủ tịch của công ty hoa cường của liêu đông sau khi anh ta thanh lý liêu đông thì điều đầu tiên không phải là nghĩ tới việc ổn định tình hình liêu đông mà là dự định tiến vào Liêu Tây. Trịnh Phi tiếp tục nói, có thể thấy tham vọng của Diệp Vô Phong rất lớn, mục đích anh ta tới nơi này tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta cứ nhìn nhà họ Âu Dương của Liêu Đông là biết. Chu Bách Hoa xoa xoa huyệt thái dương của mình, mấy chuyện buôn bán này của các cậu thật sự là quá phức tạp, không thích hợp với tôi. Các cậu chỉ để ý đừng gây thêm phiền toái cho tôi thì tốt rồi. Về phần Liêu Tây trở nên như thế nào không liên quan gì đến tôi lý thích cũng biết anh họ mình có tính cách gì nên nhanh chóng gật đầu châm thuốc cho chu bách hoa bấy giờ chu bách hoa mới xoay người rời đi lúc này lý thích và trịnh phi mới thở phào nhẹ nhõm bọn họ đều ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình ngửa đầu cuối cùng cũng kết thúc rồi rốt cuộc diệp vô phong có thực lực gì chứ ngay cả hai cao thủ như phương thất cũng bị giải quyết rồi lý thích rất khó hiểu về điều này ai biết được nhưng bây giờ chúng ta cuối cùng cũng xử được diệp vô phong chỉ cần tin tức được tung ra, anh lo lắng sẽ không có người giết chết anh ta sao. trịnh phi vui vẻ nói. lý thích giơ ngón tay cái lên, anh ta thật không nghĩ tới điểm này. cách làm này của trịnh phi quả là tuyệt, không đánh mà thắng. diệp vô phong và bạch nhạn phi ngồi trong xe, bốn nam viên cảnh sát đang ngồi bên cạnh hai người, cảnh giác nhìn họ. chu bách hoa an vị trong xe, có hơi tò mò nhìn diệp vô phong. làm sao vậy chưa từng gặp người nào có khuôn mặt tuấn tú như tôi sao diệp vô phong cười hỏi chu bách hoa lãnh đạm nói chỉ là tôi chưa thấy người nào mặt dày như anh mà thôi diệp vô phong chỉ nhún vai xem ra chỉ có anh mới thưởng thức được độ đẹp trai của anh rồi chu bách hoa lại tò mò nhìn anh anh thật sự đánh bại được hai người phương thất kia à diệp vô phong gật đầu ừ có chuyện gì sao thực lực của hai người bọn họ chỉ có vậy thôi nếu như tôi không đánh bại được bọn họ thì tôi cũng không thể lăn lộn ở Liêu Tây được nữa đúng không? Chùa Bách Hoa vẫn không tin, thực lực của hai người phương thất đều rất mạnh, anh còn trẻ như vậy, anh lại nói với tôi thực lực của anh mạnh hơn hai người bọn họ, có phải là hơi cường điệu không? Có gì cường điệu chứ? Thực lực của bọn họ không cao bằng tôi, chỉ chứng tỏ thực lực và thiên phú của bọn họ không tốt, nếu không sẽ không lăn lộn đến nước này, đi làm tay đấm cho một công ty vệ sĩ. Diệp Vô Phong khinh thường nói anh nói như vậy cũng đúng dù sao hai người bọn họ bây giờ quả thật là tay đấm nhưng thực lực bày ra ở đó anh đừng tưởng rằng tôi không biết mấy thứ tu vi cảnh giới mà người trong cái nghề các anh hay nói hai người đó đều là cường giả cảnh giới tông sư nếu như anh đánh bại bọn họ thoải mái như vậy có lẽ anh chính là cường giả cảnh giới chiến thần cũng nên trên mặt chu bách hòa đậm ý cười hơn thực ra anh ta không có cảm tình tốt gì với công ty chính hòa lắm chẳng qua vì lý thích là em họ của anh ta nên đôi khi sẽ chăm sóc một chút nhưng tất cả đều nằm trong nguyên tắc anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp cho công ty chính hòa đây là nguyên tắc của anh ta nhưng anh ta cũng không đi điều tra công ty chính hòa cấp trên cũng không giao nhiệm vụ cho anh ta diệp vô phong nhìn chu bách hoa nở nụ cười tôi cũng không biết tôi có thực lực như thế nào dù sao khi những người đó đến công kích tôi tôi đều có thể xử lý được những kẻ đó chu bách hoa nghe vậy thì sửng sốt nhưng lời anh nói lại rất thú vị bất kể kẻ địch mạnh đến đâu chỉ cần dám động thủ đối với anh vậy anh sẽ xử lý đối phương vậy chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi à anh biết chém gió thật đấy câu này nghe như đang làm ra vẻ lắm chu bách hoa khinh thường nói diệp vô phong chỉ cười cười không giải thích nhiều nữa mà nói với chu bách hoa tôi muốn gọi điện thoại được không chu bách hoa lạnh nhạt nói muốn gọi điện thoại thì về trước rồi gọi sau đồn cảnh sát có thể cho anh cơ hội gọi điện thoại diệp vô phong cười cười như vậy không phải rất lãng phí thời gian sao tôi chỉ muốn anh gọi một cuộc điện thoại giúp tôi sau khi cuộc gọi kết nối thì anh sẽ thả tôi lại chém gió với tôi có đúng không chu bách hoa có chút không vui diệp vô phong lắc đầu tôi chém gió làm gì chứ anh cứ việc gọi giúp tôi nếu tôi chém gió thì anh đánh tôi một trận Tôi tuyệt đối không kêu, được không? Mặc dù Chu Bách Hoa có chút chán ghét không tin, nhưng vẫn lấy điện thoại di động của mình ra. Sau khi Diệp Vô Phong báo số điện thoại, Chu Bách Hoa cũng bấm gọi. Một giọng phụ nữ vang lên, alo. Chu Bách Hoa nhìn Diệp Vô Phong mà có chút nghi hoặc. Diệp Vô Phong cười, anh cứ nói anh là ai là được. Nói đi, Du Kinh Hồng có chút khó hiểu, đây là một số điện thoại xa lạ nhưng cô ta biết số điện thoại của bọn họ đã được xử lý đặc biệt, sẽ không có người lạ nào biết được số điện thoại của họ. chương 544, không nên đắc tội với cô ta nhất. Nếu có thể gọi tới thì đã là thành viên của Hồng Thuẫn bọn họ rồi. Bây giờ Du Kinh Hồng hơi khó hiểu, sau khi cuộc gọi được kết nối thì đối phương không hề nói gì cả, nhưng bối cảnh lại hơi ẩm ý. Tôi là đội trưởng Chu Bách Hoa của Cục Cảnh sát Liêu Tây. Chu Bách Hoa dựa theo lời của Diệp Vô Phong nói, Du Kinh Hồng nhất thời hiểu rõ là Diệp Vô Phong bảo anh gọi tới đây à. Chỉ ít chu Bách Hoa có thể xác định một điều, người ở đầu dây bên kia có quen biết với Diệp Vô Phong, điều này chứng tỏ Diệp Vô Phong không hề lừa gạt anh ta. Nhưng anh ta vẫn không tin rằng sau khi gọi cuộc gọi này thì anh ta sẽ buông tha cho Diệp Vô Phong, đây đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Quả thật Diệp Vô Phong có phạm tội, còn đánh người khác đến tàn phế, cho nên chuyện này khá là nghiêm trọng. Chu Bách Hoa sẽ không thiên vị bất kỳ ai, cho dù Lý Thích là em họ của anh ta. Đúng vậy, bây giờ Diệp Vô Phong đang bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, nếu cô muốn mời luật sư. Anh hãy thả anh ấy ra đi, Du Kinh Hồng chỉ lạnh nhạt nói một câu. Chu Bách Hoa hơi sửng sốt hỏi, cô nói gì cơ? Tôi bảo anh hãy thả người của tôi ra, nơi này là phân bộ ba tỉnh Cục Hồng Thuấn, biệt hiệu là Tuyết Linh Hồ, nơi có mệnh lệnh cao nhất trong ba tỉnh, nên anh hãy thả diệp vô phong ra anh ấy là thành viên của hồng Tuấn chúng tôi du kinh hồng cực kỳ bá đạo nói nhưng chu bách hoa lại cảm thấy du kinh hồng hơi bị bệnh thần kinh nói gì mà mình là cục hồng thuẫn cục hồng thuẫn có thể tiếp xúc một cách dễ dàng như vậy ư đó chính là anh hùng ẩn nấp trong bóng tối đấy bình thường sẽ không bao giờ gặp được cho dù có chuyện vô cùng hệ trọng xảy ra cũng rất khó phát hiện ra hồng thuẫn xuất hiện nhưng hồng thuẫn thật sự đang chấp hành nhiệm vụ cho toàn bộ trung hoa hơn nữa còn cực kỳ bận rộn do đó chu bách hoa không cảm thấy mình sẽ có may mắn gặp được thành viên của hồng thuẫn anh ta hơi bất đắc dĩ nhìn diệp vô phong tôi nói này nếu anh muốn lừa thì cũng nên lừa chuyện gì dễ nghe một tí để người khác còn tin cục hồng thuẫn ư không ngờ cô ta lại nói anh là người của cục hồng thuẫn sao anh không nói là bảo vệ trong bộ luôn đi diệp vô phong thấy anh ta cười rất vui vẻ nên không đành lòng quấy dày anh ta chẳng qua là vì anh tin rằng du kinh hồng sẽ có cách xử trí cho dù cô ta không cần phải đích thân ra tay thật ra người anh em à anh xong đời rồi anh đã đắc tội với người phụ nữ không nên đắc tội nhất cũng may bây giờ cô ấy không có ở đây bằng không anh đã sớm bỏ mạng rồi diệp vô phong nói lời khó hiểu với chu bách hoa tại sao anh ta lại cho rằng du kinh hồng không phải là người của cục hồng thuẫn rõ ràng số điện thoại mà anh đưa kỳ lạ như thế giống y như một dãy mật mã Bạch Nhạn phi thấy Chu Bách Hoa cười vui vẻ như thế thì cũng chỉ bất đắc dĩ, người này đúng là tai vạ đến nơi rồi vẫn không hay biết gì. Xem ra tiền đồ thật đáng lo ngại mà. Sau khi xe đến cục cảnh sát, Chu Bách Hoa lại nói với Diệp Vô Phong, anh hãy nhớ cho kỹ, bây giờ anh đang nợ tôi một trận đòn, lúc nãy ở trên xe anh đã nói nếu tôi không thả anh ra thì cho dù tôi đánh anh một trận anh cũng không hé nửa lời. Diệp Vô Phong gật đầu đáp, đúng vậy nhưng bây giờ trò chơi vẫn chưa kết thúc mà anh đã nhanh chóng cho rằng mình sẽ chiến thắng ư. Chu Bách Hoa Giang hai tay ra nói, chẳng phải đây chuyện rất hiển nhiên hay sao? Bây giờ chỉ cần nhốt anh vào đây thì mấy chuyện còn lại đều do tôi quyết định cả. Sau khi bước xuống xe, bốn năm cảnh sát dẫn Diệp vô phong đi vào bên trong, nhưng A Mịch vừa nhìn thấy thì nhất thời cả kinh, rồi vội vàng chạy tới. Đội trưởng, anh đang làm gì đấy? Đây chính là ân nhân cứu mạng của tôi a mịch vô cùng ngạc nhiên nhìn chu bách hoa chu bách hoa gật đầu nói anh ta là ân nhân cứu mạng của cô à vậy thì thật trùng hợp nhưng tội danh ẩu đả giữa hai người bọn họ đã được thành lập hơn nữa còn đánh người đến tàn phế nên tình tiết này càng nghiêm trọng hơn anh nói thật chứ anh ấy đã đánh ai thế a mịch hơi khó hiểu hỏi anh ta đã đánh bảo vệ công ty chính hòa khiến người đó bị gãy hai chiếc xương sườn bây giờ đã được đưa tới bệnh viện nhưng người này thì được tôi dẫn về cục A Mịch vô cùng khó hiểu, tại sao Diệp Vô Phong lại xuất hiện trước mặt cô ta với vở kịch này, hơn nữa còn lấy thân phận một người bình thường. Nhưng anh ấy làm như vậy nhất định là có nỗi khổ riêng của mình. A Mịch gấp gáp giải thích, cô ta không muốn Diệp Vô Phong thật sự bị nhốt lại. Chu Bách Hoa nghiêm túc nói, cô đừng đứng đây nói nhảm nữa, tôi nói cho cô biết, chuyện này nhất định phải xử trí nghiêm khắc, gần đây cấp trên đã hạ lệnh bắt buộc phải nghiêm trị mấy chuyện ẩu đả sinh sự này. A Mịch nghe xong đành phải bĩu môi, nhìn Diệp Vô Phong bị nhốt trong nhà lao, trên thực tế nhà lao này nằm ở tầng 1, do một ít thanh thép hàn gắn lại với nhau. Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi bị nhốt riêng với nhau, nhưng cũng chỉ cách một hàng rào sắt mà thôi. A Mịch đi tới trước mặt Diệp Vô Phong, hơi ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc các anh đang làm gì thế, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Diệp Vô Phong khẽ cười đáp, chuyện này còn không phải là vì tìm chứng cứ cho cô à. Chẳng phải cô luôn cần đến chứng cứ hay sao? Do đó tôi đã đi tìm thử, nhưng tạm thời chưa có manh mối gì. A Mịch hơi cảm động nhìn Diệp Vô Phong. Cô ta không ngờ Diệp Vô Phong lại nói được làm được. Hôm qua cô ta đã đi bảo vệ phong tử nghĩa. Hôm nay Diệp Vô Phong liền đi tìm tư liệu cần thiết của công ty chính hòa giúp cô ta. Thật sự khiến người khác quá đỗi cảm động. A Mịch vội nói, tôi đâu có nói gấp gáp như vậy. Nếu anh không chắc chắn thì cứ từ từ mà làm, cho dù không tìm thấy cũng chẳng sao cả. A Mịch không muốn Diệp Vô Phong bị liên lụy vào, bởi vì vụ án này khiến cô ta thật sự không phục cho lắm, hơn nữa nó cũng dính dáng đến rất nhiều người. Do đó cô ta mãi không chịu từ bỏ, bởi vì trong chuyện này có lý do khiến cô ta không thể lãng quên. Diệp Vô Phong cực kỳ nghiêm túc nói, tôi đã nói thì phải làm cho bằng được, nếu tôi đã đồng ý đi tìm chứng cứ giúp cô thì tôi phải mau chóng tìm kiếm, coi như có lời giải thích với cô. Nhưng bây giờ anh đã bị nhốt lại, đến lúc có phán quyết thì anh sẽ tiêu đời phải ở trong tù tới mấy năm lận a mịch vô cùng lo lắng về điều này nhưng diệp vô phong lại mỉm cười nói cô cứ yên tâm lát nữa bọn họ sẽ tới đây thả tôi ra thôi nói không chừng cục trưởng của các cô cũng sẽ tới đây a mịch hơi tò mò nhìn diệp vô phong cô ta biết diệp vô phong không hề nói khoác nhưng cục trưởng của bọn họ sẽ tới đây vì lý do gì chu bách hoa đang kéo một chiếc ghế ngồi ở cửa anh ta đang suy nghĩ về vụ án tiếp theo của mình nhưng anh ta nhanh chóng nhìn thấy một người đang vội vã đi qua bên này. Anh ta hơi nghi ngờ, nhưng nhanh chóng đứng dậy ngay, rồi làm động tác chào cục trưởng. Sao anh lại chạy về vậy? Hóa ra người đi tới là cục trưởng của bọn họ Đỗ Nguyên Tân. Chu Bách Hoa biết cục trưởng đã đi tới chính sảnh học rồi, lẽ ra không quay về nhanh như vậy mới đúng, tại sao lại đột ngột chạy về giữa trường vậy? Đỗ Nguyên Tân căng thẳng hỏi, có phải cậu đã bắt một người tên là Diệp Vô Phong đúng không? Chu Bách Hoa gật đầu. Trên mặt Đỗ Nguyên Tân hiện lên vẻ giận dữ, cậu lo nhiều việc vớ vẩn như vậy làm gì hả? Cậu không có đủ vụ án đúng không? Hay là do gần đây cậu ăn no rừng mỡ thế hả? mươi 545, rốt cuộc là thân phận gì? Chu Bách Hoa nghe vậy thì nhất thời hơi sửng sốt, không biết tại sao cục trưởng của mình lại mắng mình như vậy. Rõ ràng anh ta đang làm việc theo quy định, Diệp Vô Phong thật sự đã đánh người khác, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Vì thế anh ta vội vàng giải thích là thế này cục trưởng. Người tên Diệp Vô Phong đó là kẻ tình nghi đánh người gây thương tích, hai người bị Diệp Vô Phong đánh đều đang nằm trong bệnh viện. Vẻ mặt Đỗ Nguyên Tân tỏ ra bất mãn, lúc nãy ông ta đang họp, kết quả sau khi lãnh đạo cấp trên nhận được cuộc gọi thì gọi thẳng tên ông ta, ông ta còn tưởng là chuyện gì. Ai rẻ cấp trên lại mắng ông ta tan tác một trận, bảo cấp dưới của ông ta đã bắt giữ người của Hồng Thuấn, còn định tiến hành thẩm vấn thành viên của Hồng Thuấn. Điều này đã khiến ông ta sừng sốt, ông ta chẳng hề hay biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mình lại bị mắng, nhưng ông ta cũng biết tình hình đang xảy ra ở chỗ của mình, nên chuyện quan trọng nhất bây giờ là quay về giải quyết như thế nào trước đã. Còn chuyện học hành thì tạm thời gác lại, ông ta cũng biết chuyện của thành viên Hồng Thuấn quan trọng hơn. Tình nghi cái gì mà tình nghi, cậu có biết cậu đã gây rắc rối cho tôi không hả, tốt xấu gì cậu cũng là cảnh sát lâu năm, tại sao lại phạm phải sai lầm như vậy? ngay cả đồng chí của mình cũng không hay biết, còn bắt người ta lại nữa chứ. Đỗ Nguyên Tân chống nạnh mắng nhiếc, ông ta thật sự không hiểu tại sao thành viên Hồng Thuẫn lại bị cấp dưới của mình bắt giữ. Chỉ cần anh lấy ra giấy chứng nhận của mình là được rồi mà. Ông ta hít sâu một hơi, tạm thời để mình bình tĩnh lại đã, rồi mới giận dữ hỏi, đồng chí ở cục Hồng Thuẫn bị cậu bắt giữ đang bị nhốt ở đâu. Vẻ mặt chu Bách Hoa tò mò, nhưng vẫn dẫn Đỗ Nguyên Tân đi vào bên trong đợi tới khi kéo cửa sắt ra, Chu Bách Hoa nhìn thấy A Mịch đang trò chuyện với Diệp Vô Phong thì nhất thời ho một tiếng. A Mịch vội vàng đứng dậy, nhìn thấy là Đỗ Nguyên Tân thì làm động tác chào, rồi giải thích cục trưởng, tôi đang lắng nghe bằng chứng của bọn họ, tuyệt đối không làm chuyện gì thiên vị. Bây giờ Đỗ Nguyên Tân hoàn toàn không bận tâm nhiều như vậy, mà ông ta chỉ muốn biết Diệp Vô Phong có bị oan ức hay không. Lúc nhìn thấy Diệp Vô Phong rất bình tĩnh đứng dậy, ông ta liền nở nụ cười nói, là đồng chí của Cục Hồng Thuẫn đúng không? Thật ngại quá, chúng tôi cũng không biết thân phận thật sự của cậu, nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy, chúng tôi thành thật xin lỗi cậu. Diệp vô phong chẳng hề để tâm nói, chuyện này chẳng đáng là gì, nhưng có mấy vụ án cần tôi đích thân đi điều tra, các ông làm lãng phí thời gian của tôi như vậy khiến tôi rất tức giận. Đỗ Nguyên Tân quay đầu nghiêm khắc nói với Chu Bách Hoa, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mở cửa ra cho tôi nếu làm trễ nãi nhiệm vụ của đồng chí Cục Hồng Thuẫn thì cậu có gánh nổi trách nhiệm hay sao? Chu Bách hòa trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ chuyện này lại đảo ngược như thế, sự đảo ngược này thật sự quá nhanh rồi đó. Anh ta hoàn toàn không phản ứng kịp thì Diệp Vô Phong đã trở thành đồng chí của Cục Hồng Thuẫn, hơn nữa thoạt nhìn địa vị còn rất cao. Bằng không Cục trưởng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế rồi làm những chuyện như vậy, ngay cả cuộc họp cũng không tham dự mà quay về để thả Diệp Vô Phong. Mấy chuyện này hoàn toàn chứng tỏ địa vị của Cục Hồng Thuẫn trong cả Trung Hoa này. Cục Hồng Thuẫn là giải quyết mọi chuyện, không chỉ bảo vệ lãnh đạo Trung Hoa đơn giản như vậy, mà mấy nhiệm vụ khá nguy hiểm hoặc gian khổ cũng do Cục Hồng Thuẫn hoàn thành. Lúc trước đi Mỹ cứu người cũng là do Cục Hồng Thuẫn phái người đi, sau khi hy sinh một đội ngũ, cuối cùng đã cứu nhà khoa học cực kỳ quan trọng lúc đó trở về. Cũng chính vì vậy mà sau này vũ khí cỡ lớn của Trung Hoa mới có thể thuận lợi đứng đầu cả thế giới mặc kệ như thế nào thì địa vị của cục Hồng Thuẫn có thể nói là cực kỳ cao ở Trung Hoa. Bọn họ có quyền điều động lực lượng cảnh sát ở địa phương và phân bộ bộ đội trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Sau khi Diệp Vô Phong ra khỏi nhà Lao thì chỉ về phía Bạch Nhạn Phi, đây là bạn của tôi. Chu Bách Hoa hoàn toàn không cần đỗ Nguyên tân lên tiếng, đã ngoan ngoãn đi tới mở cửa nhà Lao ra, sau đó nhìn Bạch Nhạn Phi đi ra ngoài. Đỗ Nguyên Tân tươi cười nhìn Diệp Vô Phong, diệp vô phong cũng khẽ cười nói được rồi rất cảm ơn ông đã tới đây thả chúng tôi ra tôi còn tưởng chúng tôi sẽ bị nhốt đến sáng hôm sau ấy chứ đỗ nguyên tân vội cười nói chuyện này sao có thể chứ nhốt các cậu lại là chúng tôi đã làm sai rồi nếu còn lãng phí nhiều thời gian của các cậu như vậy thì cục cảnh sát chúng tôi sẽ không làm tròn bổn phận diệp vô phong gật đầu nói nếu đã không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước tôi vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ cần phải làm Đỗ Nguyên Tân dẫn mấy người Diệp Vô Phong đi ra ngoài. Đợi tới khi mọi người đi tới cửa, Diệp Vô Phong mới quay đầu nhìn A Mịch ở phía sau, "Chúng ta đi thôi, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi sẽ mời cô đi ăn." A Mịch không ngờ Diệp Vô Phong lại bảo mình đi qua đó, hơn nữa cô ta còn không thể nào chấp nhận chuyện Diệp Vô Phong là thành viên của Cục Hồng Thuẫn. Đó là chuyện cực kỳ vinh quang, hơn nữa phải là cao thủ vô cùng trung thành với Trung Hoa mới có thể tiến vào. Nhưng thoạt nhìn Diệp Vô Phong đâu giống như người có lòng trung thành tuyệt đối với Trung Hoa đâu. Nhưng nếu đối phương đã gọi cô ta rồi, tất nhiên cô ta cũng cười hì hì đi tới bên cạnh Diệp Vô Phong. Chùa Bách Hoa xa sầm mặt nhìn ba người Diệp Vô Phong rời đi, cuối cùng anh ta bất đắc dĩ nhìn Đỗ Nguyên Tân nói, Cục trưởng, tôi vẫn chưa hiểu, tên Diệp Vô Phong đó thật sự là người của Cục Hồng Thuận Hư. Nhưng tại sao tôi nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống vậy cục trưởng tức giận nói phải để cho cậu nhìn thấy giống mới được à cậu đúng là đồ nông cạn sau này cậu không được quản chuyện của người tên là diệp vô phong này nữa bình thường nhiệm vụ của cục hồng thuẫn bọn họ không phải là chuyện mà chúng ta có thể dính dáng tới đâu nhưng chu bách hoa lại hơi bất đắc dĩ nói anh ta thật sự đã đánh người trong công ty chính hòa đến tàn tật rõ ràng chuyện này là vi phạm pháp luật chẳng lẽ chúng ta cũng mặc kệ hay sao đỗ nguyên tân hơi bất mãn nói cậu có bị thiểu năng không đấy sao cậu không nghĩ thử xem công ty chính hòa là công ty gì? Nghe nói bảo vệ ở trong đó không ai là không có tiền án tiền sự đúng không? Đỗ Nguyên Tân thật sự không biết chu Bách Hoa thiểu năng như vậy là học từ ai, rõ ràng chỉ cần liên quan đến công ty chính hòa thì sẽ rất khó giải quyết, ấy thế mà chu Bách Hoa này còn ngu muội sắp tới. Nếu không phải anh ta biết tính cách của chu Bách Hoa thì anh ta sẽ nghi ngờ rằng, liệu có phải lần này chu Bách Hoa đã nhận được lợi ích gì từ công ty chính hòa hay không? bằng không tại sao anh ta cứ giúp công ty chính hòa như thế. Chu Bách Hoa hơi khí phách nói, đó là hai chuyện khác nhau, mặc dù mấy người đó có tiền án tiền sự, nhưng nói không chừng bọn họ đã sửa đổi định làm người tốt rồi thì sao. Đỗ Nguyên Tân xua tay nói, tôi không nói nhiều với cậu nữa, có những chuyện cậu hãy tự tỉnh ngộ đi, dù tôi có nói nhiều đến đâu cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra cục hồng thuẫn cử người tới đây để làm gì à? Tại sao Diệp vô phong không đi trêu chọc công ty nào khác, mà cứ khăng khăng trêu chọc công ty chính hòa, cậu đã từng nghĩ tới vấn đề này chưa? Chu Bách Hoa sửng sốt rồi nhanh chóng ngạc nhiên nhìn Đỗ Nguyên Tân, trong chuyện này còn ẩn chứa khá nhiều vấn đề. Audio điện tử võ tấn bền chương 546, tung tích của Hồ Quý Đỗ Nguyên Tân gật đầu nói, cậu không được nói chuyện này ra bên ngoài, mà chỉ có cậu và tôi biết, hơn nữa tôi cũng biết em họ cậu là ông chủ công ty chính hòa, nhưng rốt cuộc cậu ta có phạm pháp hay không thì cả cậu và tôi đều biết rõ, nếu cậu ta không có thì sao? Vậy thì Cục Hồng Thuấn sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ta, nhưng nếu cậu ta đã phạm pháp thì phải bị xử trí theo pháp luật. Chu Bách Hoa im lặng, một lúc sau anh ta mới lên tiếng, vậy tôi quay lại làm việc đây, trong tay tôi vẫn còn một vụ án chưa được giải quyết. Đỗ Nguyên Tân gật đầu, định quay lại họp, nhưng lại cảm thấy bây giờ không nhất thiết phải đi nữa thế là ông ta đi về phía phòng làm việc của mình nhưng lại nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát. Tiêu Chí đang đứng ở cửa uống nước thấy Chu Bách Hoa đi tới thì khẽ cười nói đội trưởng tôi thấy rõ ràng Diệp vô phong kia là cố tình vi phạm nếu bây giờ không nghiêm trị thì sau này sẽ càng hống hách hơn. Chu Bách Hoa tức giận nói cậu lo làm chuyện của mình đi đừng quản chuyện này nữa chúng ta không quản nổi đâu. Tiêu Chí nghe vậy thì nhất thời hơi nghi ngờ hỏi bối cảnh của anh ta lớn đến thế cơ à còn có thể ảnh hưởng đến bên lưu tây của chúng ta sao? Chu Bách Hoa không giải thích gì nhiều, bây giờ anh ta cũng đang nổi nóng, nên tiêu chí đành phải ảo não quay về bàn làm việc của mình. Nhưng sau khi quay về bàn làm việc của mình, anh ta lại dùng điện thoại gửi tin nhắn cho bạn của mình. Bây giờ Diệp Vô Phong đang dẫn Bạch Nhạn Phi và A Mịch đi tới một nhà hàng, sau khi gọi một số món ăn thì Diệp Vô Phong khẽ cười nhìn A Mịch. Sở dĩ anh gọi A Mịch ra ngoài ăn cơm, Tất nhiên có mấy chuyện muốn nói rồi. Chẳng phải lần trước tôi đã đồng ý sẽ giúp cô tìm mấy chứng cứ kia hay sao? Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe chuyện cô muốn điều tra rồi đó, còn nữa cô đang muốn tìm chứng cứ gì?" Diệp Vô Phong nhìn A Mịch hỏi. Lúc này A Mịch đang im lặng, cúi đầu, như rất khó khăn nhớ lại những gì mình đã trải qua trước đó. Cô ta cực kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Vô Phong nói, "Thật ra chuyện mà tôi nói cũng là lý do tại sao tôi lại làm cảnh sát." Tôi hy vọng anh nghe xong thì đừng kể chuyện này ra bên ngoài. Diệp vô phong gật đầu. Lúc này A Mịch mới nói, không biết anh có quan tâm đến hành động thanh trừ Liêu Tây vào 12 năm trước hay không? Diệp vô phong ngẫm nghĩ, rồi kể lại những gì mình biết, hành động thanh trừ Liêu Tây là trong vòng một tháng, phần lớn thế lực độc ác ở Liêu Tây đều bị càn quét, nhưng vào tháng 12, hành động này đã gặp phải lực cản cực kỳ lớn, hình như có nhân vật lớn nào đó đang gây trở ngại. Lúc đó đoàn đội gồm mười mấy nhân viên cảnh sát tiến vào sào huyệt của một thế lực đen tối, kết quả hình như mấy thế lực đen tối đó đã nhận được tin tức nên bị địch phục kích, cuối cùng chỉ còn lại hai người có thể đi ra ngoài mà thôi. Diệp Vô Phong nhìn A Mịch, hai người đó tên là Lý Thích và Trịnh Phi. Ánh mắt A Mịch mang theo vẻ thù hận, mới đầu tôi cũng không nghĩ rằng bọn họ là gian tế, khẩu cung được ghi chép sau đó cũng hoàn hảo không có bất kỳ sơ hở nào nhưng sau đó lúc dọn nhà tôi đã phát hiện ra một món đồ mà bố tôi đã viết, hình như bị vứt ở dưới gầm giường, mà quên quét đi. Diệp vô phong chợt vỡ lẽ, xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình, có lẽ Lý Thích và Trịnh Phi đã làm chuyện gì đó có lỗi với bố của A Mịch. A Mịch cực kỳ giận dữ nói, bố tôi chính là người đã dẫn dắt năm đó, rồi hy sinh trong xào huyệt của thế lực đen tối đó, hơn nữa ngay cả khi chết đi cũng không được bất kỳ lời khen ngợi nào, thậm chí còn để cả đời ông ấy bị chôn vùi trong vết như đó. Vì thế cô muốn tìm thấy chứng cứ bán đứng toàn bộ hành động tiểu đội của Lý Thích và Trịnh Phi đúng không? Diệp vô phong tò mò nhìn A Mịch. A Mịch cực kỳ kiên định nhìn Diệp vô phong, đúng vậy, tôi muốn cho bọn họ biết, chuyện bọn họ đã làm năm đó sẽ phải gặp kết cục thảm hại. Tôi muốn đưa bọn họ ra ngoài công lý. Vậy rốt cuộc chứng cứ mà cô muốn thu thập là như thế nào? Diệp vô phong tò mò hỏi sở dĩ sau đó bọn họ có thể thành lập công ty chính hòa chắc chắn sẽ không thiếu đi sự trợ giúp của thế lực đen tối do đó nhất định bọn họ sẽ có sổ sách về thế lực đen tối đó a à, mịch cực kỳ chắc chắn nói diệp vô phong chờ tỉnh ngộ nhưng anh vẫn hơi nghi ngờ hỏi mấy chuyện này đều chỉ là suy đoán của cô thôi đúng không đúng vậy nếu chỉ là suy đoán của cô vậy lỡ không có sổ sách thì tiếp theo cô phải làm thế nào diệp vô phong hỏi a à, mịch nghe xong thì sửng sốt cô ta hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này mà cô ta chỉ nghĩ rằng chắc chắn công ty chính hòa có sổ sách đó dù gì bọn họ cũng không thể cắt đứt quan hệ với bên thế lực đen tối bằng không chắc chắn lý thích và trịnh phi sẽ bị thế lực đen tối bán đứng đúng rồi rốt cuộc thế lực đen tối mà cô nói là gì diệp vô phong hỏi tiếp chính là xí nghiệp chu tinh bây giờ đã được tẩy trắng biến thành xí nghiệp chu tinh a à, mịch cam hận nói Cô ta thật sự không hiểu tại sao cuối cùng người làm chuyện xấu như vậy vẫn có thể ung dung tự tại, hơn nữa chuyện buồn cười nhất là từng có một năm là xí nghiệp xuất sắc của Liêu Tây. Diệp Vô Phong không ngờ tiền thân của xí nghiệp Chu Tinh lại là như vậy, nhưng cũng không thể không khâm phục Chu Tinh có thể làm được đến bước này thì vẫn có chút thủ đoạn. A à, Mịch nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong cảm thán, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng tìm giúp cô, nhưng cô cũng đừng hy vọng quá nhiều, cô cũng nói rồi đó. Đây chỉ là suy đoán của cô, ngộ nhỡ suy đoán của cô là sai thì sao? Bọn họ hoàn toàn không để lại bất kỳ chứng cứ nào, thì cô định làm thế nào? A à, Mịch lắc đầu cười khổ, tôi cũng không biết. Diệp Vô Phong cau mày nói, hơn nữa cho dù tìm ra được sổ sách thì mấy chứng cứ này cũng không đủ chứng minh chuyện của mười mấy năm trước. Cộng thêm sổ sách mười mấy năm trước có còn hay không cũng là một vấn đề. A à, Mịch càng bất đắc dĩ hơn, Bạch Nhạn Phi ngồi ở bên cạnh lắng nghe mấy chuyện này rồi hơi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngoài sổ sách ra thì không còn chứng cứ nào có thể chứng minh bọn họ là nội gián hay sao? A Mịch lắc đầu đáp, không có. năm đó chỉ có hai người bọn họ là còn sống. hơn nữa khẩu cung cũng tùy ý bịa ra chứ chẳng có ai đứng ra làm nhân chứng, bởi vì mọi người đều chết hết rồi. thật ra chuyện này hơi hóc búa. Diệp vô phong cũng biết điều này, nhưng anh vẫn muốn thử một chút. chỉ ít là anh đã đồng ý mấy chuyện này với A Mịch rồi. sau khi đưa A Mịch về cục cảnh sát. Diệp Vô Phong lại đưa Bạch Nhạn Phi về nhà, rồi mới một mình đi ra ngoài, anh nhanh chóng đi dạo đến công viên ở gần công ty Chính Hòa. Anh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà công ty Chính Hòa, rồi hít mắt lại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, mà phải đợi đến khi trời tối mới có thể khó bị phát hiện ra. Đúng lúc này, Đường Trạm bỗng xuất hiện ngay bên cạnh anh, cực kỳ hưng phấn nói: "Lão đại, chúng ta đã tìm thấy tung tích của Hồ Quý rồi." Diệp Vô Phong hơi nghi ngờ nhìn Đường Trạm. Đường chảm nói, anh ta đang ở nhà họ Nguyên, chắc chắn hồ quý đang ở nhà họ Nguyên. Diệp vô phong gật đầu nói, nếu anh ta đang ở nhà họ Nguyên, vậy thì các cậu hãy đưa anh ta ra ngoài, sau đó tiêu diệt anh ta là được. Đường chảm hơi bất đắc dĩ đáp, tôi cũng muốn lắm, nhưng bây giờ nhà họ Nguyên thật sự phòng thủ vững như thành đồng, mạnh hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả súng bắn tỉa cũng có hai ba chục tên. Trường 547, lẻn vào. Bọn họ đã biết bên trên muốn động vào bọn họ rồi, nên mới tăng cường đề phòng đến mức độ này đúng không? Diệp vô phong nhất thời nghi hoặc. Nhưng anh không đi tới nhà họ Nguyên, nên không biết tình hình nhà họ Nguyên, đợi anh giải quyết xong công ty chính hòa, lấy được xí nghiệp chu tinh rồi hãng động đến nhà họ Nguyên sẽ tốt hơn. Diệp vô phong xua tay nói, nếu đã không thể tấn công thì cứ đợi một khoảng thời gian đã, bây giờ Du Kinh Hồng vẫn chưa tới Liêu Tây, nếu ra tay thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt. Đường chảm cực kỳ tán thành cười nói, lão đại nói rất đúng, bây giờ tôi cũng muốn đợi một khoảng thời gian trước đã, dù gì tiểu yêu đã theo dõi rồi, nên anh ta không thể thoát khỏi phạm vi theo dõi của chúng ta, nếu anh ta đi ra ngoài thì tôi sẽ là người biết đầu tiên. Diệp vô phong hơi nghi ngờ nhìn đường chảm đã nói xong chuyện vẫn chưa chịu rời đi, cậu còn chuyện gì nữa à? Là thế này lão đại, bây giờ tôi đang không có chuyện gì để làm cả đúng không? Nếu bên anh cần gì giúp đỡ thì cứ việc nói với tôi. Đường chảm cười hì hì nói. Diệp vô phong lắc đầu đáp, bên tôi cũng không có chuyện gì cả, mấy chuyện này tôi tự làm là được. Nhưng đường chảm vẫn hơi do dự, muốn nói lại thôi. Diệp vô phong cau mày hỏi, rốt cuộc cậu có chuyện gì? Đường chảm như rất hạ quyết tâm, cắn răng nói, lão đại, lộ á định làm tư lệnh long môn. Diệp vô phong mặt không biến sắc nói, thế à, vậy cứ để cậu ta làm đi, cậu ta làm tư lệnh long môn cũng rất tốt, mặc dù về mặt thực lực không mạnh bằng tôi, nhưng đầu óc của cậu ta cũng nhạy bén, để cậu ta chỉ huy long môn tôi cũng khá yên tâm. Đường chảm sừng sốt, lão đại, anh thật sự không định quay về ư. Phải biết rằng tất cả mọi người ở long môn đều đang đợi anh. Chẳng lẽ anh còn không biết bọn họ đang nghĩ gì ư? Diệp vô phong chẳng hề để tâm nói, tôi đã rút lui rồi, nên không muốn tiến vào giới này nữa, bây giờ tôi cũng đã có gia đình, hơn nữa cuộc sống cực kỳ ổn định. Tôi đang sống rất tốt, nên không cần phải đi vào vũng nước đục này nữa." Đường Trạm nghiến răng nói, nhưng nhiều người đang chờ đợi anh như vậy, bọn họ đều đang đợi anh quay về. Diệp Vô Phong bỗng lạnh mặt, anh quay đầu nhìn Đường Trạm, cực kỳ nghiêm túc nói, "Đường Trạm, cậu là Tứ Đại Thiên Vương, chẳng lẽ cậu còn không biết tôi đang nghĩ gì sao? Chúng ta không thể để cho Long Môn mãi không có tư lệnh được, có thể chọn ra tư lệnh từ trong Tứ Đại Thiên Vương của các cậu là tốt nhất rồi." Đường Trạm hơi chán trường gật đầu đáp, tôi biết rồi, lão đại, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. suốt lời, anh ta liền đi ra ngoài, như đã không còn bất kỳ hy vọng gì về chuyện Diệp Vô Phong sẽ quay về Long Môn. Diệp Vô Phong gạt đường chảm qua một bên, rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Lộ á ư, quả nhiên tên này vẫn còn dã tâm như vậy, trước đây cậu ta luôn nghe lời mình chẳng qua là để ổn định địa vị của bản thân mà thôi, trên thực tế cậu ta còn muốn ngồi lên vị trí cao nhất, sao mình có thể không nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhặt này cơ chứ diệp vô phong hoàn toàn không quản được nhiều chuyện bên ngoài như vậy dù gì bây giờ anh cũng có một đống chuyện cần phải làm ở trung hoa nên chẳng có tâm tư đâu mà đi quản ở nước ngoài còn mấy người ở long môn muốn làm gì thì đó cũng là chuyện của bọn họ diệp vô phong cứ ngồi ở đó đến khi trời tối đen hầu hết nhân viên trong công ty chính hòa đều đã tan làm lúc này anh mới đi vào công ty chính hòa cửa lớn không hề khóa nhưng anh không định đi vào từ cửa chính, bởi vì có bảo vệ luôn tuần tra ở cửa chính. Diệp Vô Phong đi một vòng quanh tòa nhà, rồi nhìn thấy một cửa thoát hiểm, cánh cửa này đang bị đóng chặt, nên cần phải mở nó ra, nhưng đối với anh mà nói thì chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi Diệp Vô Phong mở cửa thoát hiểm ra bằng một sợi kẽm thì đi vào từ cửa thoát hiểm, rồi thuận lợi đi tới trước cầu thang. Tầng 7, Diệp Vô Phong ngẩng đầu nhìn qua đó, có lẽ trên cầu thang này không có ai. Anh đi lên trên, nhưng lúc đi tới tầng 6 thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trên. Có hai bảo vệ đi tới cầu thang tầng 7 để hút thuốc. Anh nói thử xem tại sao chúng ta phải tuần tra tòa nhà vào buổi tối thế. Đâu nhất thiết phải làm chuyện này cơ chứ, trong công ty này cũng chẳng để tiền bạc gì cả. Ai mà biết, dù gì chúng ta cũng nhận tiền lương nên cứ làm theo là được, tôi cũng không biết chuyện của mấy người bọn họ đâu. Anh nói thử xem liệu có cơ mật gì trong công ty này không? lần trước tôi đã nhìn thấy một kết sắt rất bí mật ở trong phòng làm việc của ông chủ đấy anh đã nhìn thấy kết sắt tư ừ, bên trong đựng gì thế ai mà biết tôi đâu có biết mật mã nhưng nhìn trình độ bảo mật có lẽ là đồ rất quan trọng kết sắt đó đang ở đâu thế nó ở trên giá sách anh không ngờ tới đúng không nó được khảm ở vách tường phía sau giá sách hai bảo vệ vừa hút thuốc vừa trò chuyện nhưng lại hoàn toàn không biết Toàn bộ đoạn đối thoại của bọn họ đều đã bị Diệp Vô Phong ở dưới cầu thang tầng 6 nghe thấy hết. Diệp Vô Phong nở nụ cười, hoàn toàn không ngờ lại được thu hoạch bất ngờ, bây giờ anh không cần phải đi tìm, mà chỉ cần đi thẳng vào phòng làm việc của Lý Thích và Trịnh Phi là được. Sau khi hút thuốc xong, hai bảo vệ liền rời đi, mà Diệp Vô Phong cũng thuận lợi đi lên cầu thang tầng 7, anh không đi vào bên trong ngay, mà cực kỳ cẩn thận quan sát tình hình xung quanh tầng 7. Ra khỏi lối ra cầu thang là tới khu vực làm việc của công ty chính hòa, trên thực tế cả tòa nhà này đều thuộc công ty chính hòa, gồm có 9 tầng, nhưng thực chất nơi làm việc chỉ có 7 tầng, còn hai tầng kia thì được dùng với mục đích khác. Đa số đều là phòng huấn luyện và mấy phòng tập thể hình, phòng tập thể hình là nghề phụ của công ty chính hòa, nhưng vì kết giao rất nhiều người giàu có ở Liêu Tây, nên phòng tập thể hình của công ty chính hòa cũng thu nhập kha khá. Diệp vô phong khẽ cười, anh cũng không quan tâm nhiều như vậy, sau khi xác định hai bảo vệ đã rời đi rồi anh liền lặng lẽ tiến vào phòng làm việc hành động vô cùng suôn sẻ diệp vô phong dựa vào lời nói của bảo vệ ban nãy nhanh chóng tìm thấy kết sắt vô cùng bí mật đó kết sắt cần mật mã diệp vô phong xoay mật mã mấy vòng rồi cực kỳ tập trung lắng nghe tiếng động phát ra từ trong kết sắt nhưng anh nhanh chóng ngừng hành động của mình lại bởi vì hai bảo vệ đang đi tuần tra qua bên này diệp vô phong trốn qua một bên nhìn hai bảo vệ tiến vào phòng làm việc trong lòng càng khẳng định kết sắt này có tác dụng ngay cả bảo vệ cũng dám tiến vào phòng làm việc này nếu ông chủ không giao quyền thì làm sao bọn họ dám làm thế hai bảo vệ đi tới trước kết sắt bảo vệ biết vị trí của kết sắt thấy kết sắt hơi khả nghi thì nghiêng đầu anh làm sao thế bảo vệ còn lại hơi tò mò hỏi lúc nãy khi chúng ta đi vào tuần tra thì vị trí của mấy cuốn sách này không giống thế này hơn nữa kết sắt bị người khác dịch chuyển rồi bảo vệ cực kỳ chắc chắn nói. Làm sao có thể, chúng ta đi tuần tra một mạch tới đây nhưng không nhìn thấy người nào cả, hơn nữa tại sao anh biết kết sắt bị người khác dịch chuyển thế? Đồng nghiệp tò mò hỏi. Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy con số để khóa kết sắt này, nhưng bây giờ lại khác. Bảo vệ nhìn đồng nghiệp của mình bằng vẻ mặt chắc nịch. mươi 548, vác kết sắt đi. Bảo vệ kia hơi giật mình, anh ta vội nói, vậy chúng ta mau gọi điện cho ông chủ đi, chuyện này rất nghiêm trọng đó. Đến nước này Diệp vô phong biết mình không thể giấu được nữa, nếu để hai người lý thích biết kết sắt bị động vào, chắc chắn bọn họ sẽ di chuyển đồ đạc trong kết sắt đi chỗ khác. Nên anh chẳng hề do dự, nhân lúc hai bảo vệ lấy điện thoại ra thì anh liền xông ra. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, hai bảo vệ chỉ kịp lộ vẻ mặt ngạc nhiên, đã bị Diệp vô phong đánh ngất ngay tức khắc. Diệp vô phong lắc đầu thở dài, hai người này thật lợi hại, chuyện như vậy mà cũng có thể phát hiện ra, nhưng tôi không thể để cho hai người phá hỏng chuyện của tôi đâu. Sau khi đánh ngất hai bảo vệ, Diệp Vô Phong tiếp tục nhìn kết sắt, nhưng đúng lúc này, còi báo động của công ty bỗng vang lên. Lúc này Diệp Vô Phong bỗng biến sắc, ban ngày lúc anh tới đây đã quan sát xung quanh rồi, nơi này chẳng hề có camera. Nhưng bây giờ lại có còi báo động, điều này chứng tỏ anh đã bị người khác phát hiện ra, do đó anh có thể chắc chắn, trong phòng làm việc này có camera giấu kín. Mình bị mắc bẫy rồi, vẻ mặt Diệp vô phong xa sầm nhưng anh biết, anh nhất định phải lấy cho bằng được. Nhưng trước đó, anh phải hủy camera này đã. Mình nhớ phòng giám sát ở tầng 5, lúc đó mình còn cố ý nhìn kết cấu tòa nhà này. Diệp vô phong ngẫm nghĩ, rồi quyết định lấy đồ trong kết sắt này trước. Sau đó toàn bộ nhân viên trong phòng giám sát đều trợn tròn mắt như nhìn thấy quỷ. Trong hình ảnh, diệp vô phong duỗi thẳng một ngón tay rồi đâm xuyên qua vách tường như đâm một miếng đậu phụ diệp vô phong phá vỡ vách tường xung quanh kết sắt sau đó lấy kết sắt từ bên trong bức tường ra mọi người đều hít sâu một hơi đây là quái vật gì thế chỉ thấy diệp vô phong quay đầu nhìn về phía camera rồi nở nụ cười độc ác trong lòng các nhân viên công tác đều căng thẳng không biết diệp vô phong tìm thấy vị trí đặt camera bằng cách nào nhưng bọn họ biết diệp vô phong sắp tới tìm bọn họ rồi bọn họ ngày càng căng thẳng bốn năm nhân viên công tác đều rút súng ra nói mọi người không cần phải sợ mặc dù anh ta rất mạnh giống như quái vật nhưng trong tay chúng ta có súng có thể tiêu diệt anh ta đội trưởng nói xong câu này thì mấy người khác cũng bình tĩnh trở lại nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên mọi người đều sửng sốt diệp vô phong đặt kết sắt xuống sàn tùy ý nói mấy người có thể mở cửa không chắc chắn tôi sẽ không giết mấy người. Đội trưởng chĩa khẩu súng trong tay về phía cửa, mấy nhân viên công tác khác cũng học theo động tác của đội trưởng. Diệp vô phong lại nói, xem ra tôi phải phá cửa để xông vào rồi, nhưng tôi không hề thích cách thức thô lỗ này, chắc mấy người cũng không thích đúng không? Đám người trong phòng giám sát đều vô cùng yên tĩnh nhìn về phía cửa. Diệp vô phong dồn sức mạnh xuống chân mình, sau đó đạp vào cánh cửa. Chỉ thấy cánh cửa này hoàn toàn không chịu nổi một cước, mà bay ngược ra ngoài, ngay cả khung cửa cũng bay vào trong phòng giám sát, rồi đập trúng đội trưởng. Mấy người khác đều sợ hết hồn, rồi đồng loạt nổ súng về phía cửa. Nhưng Diệp Vô Phong đã sớm nhìn thấy khẩu súng trong tay bọn họ, nên trốn sau vách tường ở bên cạnh ngay. Đoàng đoàng đoàng, Toàn bộ đạn đều bị bắn hụt, Diệp Vô Phong khẽ cười, rồi xách két sắt lên ném vào bên trong. Dầm, Két sắt nặng gần 200 cân đập vào người nhân viên công tác tất nhiên nhân viên công tác này bị đập đến mức ngất xỉu tại chỗ, không biết trên người bị gãy bao nhiêu khúc xương. Mấy nhân viên công tác khác thấy Diệp vô phong vỗ tay thỏa mãn đi vào bên trong thì nhất thời quên cả việc nổ súng. Bọn họ hoàn toàn không dám lộn xộn. Anh có thể đạp bay cánh cửa, khiến đội trưởng của bọn họ bị đập chúng đến mức ngất xỉu, rồi né tránh nhiều đạn như vậy, hơn nữa còn ném cả két sắt vào người nhân viên công tác. Một loạt hành động như người khổng lồ này đã khiến bọn họ chấn động, rồi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhã của diệp vô phong càng khiến bọn họ không dám nhúc nhích hơn bây giờ bọn họ mới phát hiện ra khẩu súng trong tay bọn họ giống như thùng rỗng kêu to hoàn toàn không có tác dụng uy hiếp diệp vô phong bất đắc dĩ nói mấy người cũng thật là mấy người cứ ngoan ngoãn mở cửa ra không được à sao cứ nhất quyết ra tay với tôi tôi đâu có muốn xông vào giết mấy người mà tôi chỉ muốn cắt bỏ hình ảnh trong camera thôi rồi anh đi tới trước đài giám sát cắt bỏ toàn bộ hình ảnh của mình, làm xong mấy chuyện này, anh mới khẽ cười với mấy nhân viên công tác đang đứng bên cạnh run lẩy bẩy, rồi tiếp tục đi ra bên ngoài. Đợi đến khi xác định Diệp vô phòng đã rời đi, lúc này mấy nhân viên công tác mới hoảng hốt báo cảnh sát, rồi thông báo mọi chuyện cho ông chủ, hơn nữa còn giúp mấy nhân viên bị thương gọi xe cấp cứu. Nhất thời, buổi tối hôm nay công ty chính hòa bỗng trở nên náo nhiệt. Lý Thích và Trịnh Phi đang đứng trước phòng làm việc của mình, rồi trầm mặc nhìn chiếc lỗ dài hơn nửa mét sắc mặt bọn họ đều u ám bảo vệ của công ty chính hòa đều đồng loạt đứng sau lưng bọn họ ai cũng cúi đầu cực kỳ sợ hãi tên khốn này rốt cuộc anh ta muốn làm gì lý thích nghiến răng cực kỳ giận dữ nói trịnh phi càng giận dữ hơn anh ta không thể ngờ rằng diệp vô phong lại làm như vậy đây hoàn toàn không phải là thủ đoạn của một thương nhân đứng đắn tôi phải giết anh ta lý thích đã chịu hết nổi rồi nghe bảo vệ nói Diệp vô phong đã vác kết sắt đi thì càng giận dữ hơn. Đúng là coi trời bằng vung, xem thường pháp luật. Các người hãy đi tập hợp mọi người lại, hôm nay chúng ta phải giết chết Diệp vô phong, mau bao vây khách sạn Snowton lại cho tôi. Lý thích quát lớn. Nhưng đúng lúc này Trịnh Phi lại vội vàng ngăn cản Lý Thích, khoan đã, bây giờ vẫn chưa phải lúc làm chuyện này, chúng ta có thể nhờ cảnh sát giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Lý Thích lạnh mặt nói, anh có bị điên hay không? bảo cảnh sát nhúng tay vào ư, anh định lấy đồ đựng bên trong kết sắt đó ra ngoài hay sao? Anh có biết bên trong đựng thứ gì không hả? Trịnh Phi nở nụ cười nói, đến lúc đó chúng ta có thể mang kết sắt về, mà không cần phải mở ra trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không có quyền ép chúng ta phải làm thế. Bây giờ Lý Thích đang xa sầm mặt, suy nghĩ về tính khả thi trong chuyện này, nhưng anh ta có nghĩ thế nào cũng cảm thấy cách để cảnh sát giúp đỡ này sẽ mang theo tính nguy hiểm không bằng tự mình dẫn người đi qua đó trừ khử diệp vô phong là xong. Dù gì bên nhà họ Nguyên cũng sẽ giúp đỡ, khiến toàn bộ lời chất vấn của khách sạn Snowton đều không được thành lập, rồi bọn họ và công ty vẫn có thể vui vẻ tự tại. Trịnh Phi nói, nếu chuyện gì cũng phải nhờ nhà họ Nguyên giúp đỡ, anh cảm thấy có tốt không? Mặc dù chúng ta có quan hệ với nhà họ Nguyên, nhưng cũng không đến nỗi xảy ra chuyện gì cũng mời nhà họ Nguyên tới giúp đỡ. Làm vậy chẳng khác nào chúng ta đang rất ỉ lại vào nhà họ Nguyên đúng không? Lý Thích biết Trịnh Phi nói cũng có lý, cuối cùng anh ta chỉ có thể đồng ý với suy nghĩ của Trịnh Phi, rồi nói, vậy anh gọi điện bảo bọn họ tới đây đi. Chương 549, theo camera thì có vẻ anh ta không hề ra khỏi cửa. Bảo vệ đã sớm gọi cảnh sát nên lúc bọn họ vừa dứt lời cũng là lúc cảnh sát ập vào trong văn phòng, người dẫn đội vẫn là Chu Bách Hoa, Chu Bách Hoa chứng kiến tình huống trong phòng làm việc thì lập tức nhướng mày. Lúc này A Mịch đang đánh giá xung quanh, nhìn thấy cái hộp lớn kia thì trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Vô Phong lại dứt khoát như vậy, nếu kết sắt đã mở không ra vậy thì trực tiếp khiêng cả cái kết sắt đi là được. Loại chuyện này thế này phỏng chừng không có bao nhiêu người dám làm. Chu Bách Hoa lạnh lùng hỏi, là các cậu gọi cảnh sát à? Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Phi bước lên, anh Chu, anh xem, xem Diệp Vô Phong làm ra chuyện tốt gì kìa, anh ta dám trộm kết sắt của chúng tôi. Lý Thích cũng tiến lên, anh họ. Gọi tôi là cảnh sát Chu, Chu Bạch Hoa lạnh lùng nói. Lý Thích ho khan một tiếng, cảnh sát Chu, chuyện là thế này, tối nay Diệp Vô Phong đã đến công ty chúng tôi trộm kết sắt đem đi. Chu Bạch Hoa hỏi, có chứng cứ không? Vốn dĩ chỗ chúng tôi có camera giám sát, nhưng camera giám sát đã bị Diệp Vô Phong ngắt kết nối cho nên chúng tôi chỉ còn nhân chứng thôi, bảo vệ của công ty chúng tôi đều nói đã nhìn thấy Diệp Vô Phong. Trịnh Phi nhanh chóng nói. Chu Bách Hoa nhìn nhân viên bảo vệ đang run lẩy bẩy đứng một chỗ, các anh có nhìn rõ mặt của người khiêng kết sắt đi không? Mấy nhân viên bảo vệ gật đầu. Được rồi, đi theo chúng tôi, đi gặp mặt người đó. Chu Bách Hoa vô cùng dứt khoát dẫn mấy nhân viên bảo vệ rời đi, còn Lý Thích cùng Trịnh Phi cũng đi theo phía sau bọn họ. Sau khi đến khách sạn Tân, anh ta gõ cửa phòng Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mặc áo choàng tắm đi ra mở cửa, nhìn thấy có nhiều người đứng trước cửa như vậy thì mặt khó hiểu hỏi các anh tìm tôi có chuyện gì sao. Chu Bách Hoa thờ ơ nói, có người tố cáo anh trộm một cái két sắt, hơn nữa còn làm bị thương hai nhân viên. Diệp vô phong có chút giật mình, không thể nào, hôm nay tôi không đi đâu cả, sau khi ăn cơm với đám A Mịch thì tôi đã trở về khách sạn. Chu Bách Hoa cau mày, tức là từ sau khi trở về khách sạn vào buổi chiều anh không hề đi đâu khác đúng không? Diệp vô phong gật đầu. Lý thích đứng lên, hết sức giận dữ chỉ vào anh, anh nói bậy, tối nay anh đã tới công ty của tôi, hơn nữa còn trộm két sắt mang đi. Diệp vô phong nhún vai, nếu các anh không tin lời tôi thì có thể kiểm tra camera giám sát, hành lang này có lắp camera giám sát, nếu tôi có ra ngoài thì chỉ cần tôi ló mặt ra là các anh sẽ thấy thôi. Chu Bách Hoa nghe vậy bèn gật đầu, sau đó cho người của mình đi kiểm tra camera giám sát. Chu Bách Hoa chỉ chỉ vào bên trong phòng, chúng tôi có thể đi vào kiểm tra một chút không? Diệp vô phong mỉm cười, mặc dù loại chuyện thế này cần phải có lệnh khám xét nhưng nếu các anh đã muốn đi vào, vì để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi sẽ đồng ý cho các anh vào. Lúc này chú Bách Hoa mới đưa người vào phòng, lục soát suốt một lúc lâu nhưng quả thật không hề phát hiện bóng dáng của cái kết sắt ở trong phòng này. Mà cảnh sát lâm trí được anh ta phái đi lúc trước cũng đã trở lại, đội trưởng, chúng tôi vừa kiểm tra camera giám sát và theo băng ghi hình của camera giám sát ở hành lang này cho thấy, từ sau khi trở về từ buổi chiều Diệp Vô Phong không hề bước ra ngoài. Đám người lý thích nghe vậy đều sững sờ một lúc, không biết đang xảy ra chuyện gì, đương nhiên bọn họ biết loại chuyện thế này là tuyệt đối không khoa học. Rất nhiều nhân viên bảo vệ của bọn họ đã nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Vô Phong, tức là người đã trộm kết sắt của bọn họ vào tối nay, nhưng tại sao trong băng ghi hình của camera giám sát của khách sạn lại không có hình ảnh Diệp Vô Phong đi ra ngoài chứ? Lý Thích Căm vẫn nói, không thể nào, Tất cả nhân viên bảo vệ trong công ty tôi đều nhìn thấy anh ta trộm kết sắt của chúng tôi. Nhất định Diệp vô phòng đã động tay động chân vào camera giám sát của khách sạn này rồi. Chu Bách Hoa nghe vậy cũng gật đầu. Lời cậu nói cũng có lý. Vậy trước tiên chúng ta cứ sao chép một bản ghi hình trong camera giám sát của khách sạn này để mang về. Chờ sau khi chúng tôi tìm thấy bằng chứng chứng minh Diệp vô phòng đã động tay động chân vào băng ghi hình thì chúng tôi sẽ tiến hành bắt người. Nhóm hai người Lý Thích nghe vậy thì biến sắc bèn nhanh chóng ngăn lại sau đó Lý Thích nói, cảnh sát Chu, điều tra thế này mất quá nhiều thời gian, đợi đến lúc các anh điều tra chuyện camera giám sát rõ ràng thì những thứ bên trong kết sắt của chúng tôi đã bị bọn họ lấy đi hết rồi. Chu Bạch Hoa cau mày, vậy cậu nói xem tôi nên làm gì, các cậu tố cáo người ta trộm mất kết sắt của mình nhưng ngay cả cửa khách sạn người ta còn không hề bước ra, ngược lại cậu còn nói với chúng tôi camera giám sát của khách sạn có vấn đề, chẳng lẽ tôi không nên xác nhận xem camera này có vấn đề thật hay không rồi mới thực hiện hành động tiếp theo hả? Nhất thời Lý Thích không biết phải phản bác thế nào. Chu Bách Hoa thờ ơ nói, cậu phải biết rằng cảnh sát chúng tôi là người trung lập không thể thiên vị cho bất kỳ ai, vậy tại sao tôi phải tin tưởng mấy lời nói vô căn cứ của nhân viên bảo vệ của các cậu chứ? Hiện tại người ta đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm rõ ràng rồi. Cuối cùng Lý Thích và Trịnh Phi cũng nhìn ra Chu Bách Hoa không hề có ý định bắt Diệp vô phong về, vì thế bọn họ không có cách nào có thể trông cậy vào Chu Bách Hoa. Sau khi Chu Bách Hoa yêu cầu mọi người sao chép lại một bản ghi hình trong camera giám sát của khách sạn thì nhanh chóng rút lui. Lý Thích nhìn Diệp Vô Phong thờ ơ ngồi trên giường thì trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, bọn họ biết chính Diệp Vô Phong đã trộm kết sắt của bọn họ. Đừng tưởng anh làm vậy là có thể thắng, anh sẽ hối hận sớm thôi. Lý Thích nghiến răng nghiến lợi nói. Trịnh Phi làm động tác cắt cổ trước khi rời khỏi phòng. Diệp vô phong gửi một tin nhắn qua cho A Mịch sau đó rời khỏi phòng mình, gõ cửa phòng bên cạnh, chỉ thấy Bạch Nhạn Phi nhìn anh cười cười. Bọn họ đã đi hết rồi à? Bạch Nhạn Phi tò mò hỏi. Diệp vô phong gật đầu một cái rồi bước vào phòng của Bạch Nhạn Phi, A Mịch đi theo chu Bách Hoa đến đồn cảnh sát cũng vội vã quay trở lại. Ba người bọn họ nhìn cái kết sắt trong phòng Bạch Nhạn Phi. Đây là chiếc kết sắt được đem ra từ văn phòng của bọn họ, nhưng trước đó không có mở ra nên chúng tôi cũng không biết bên trong có gì. Diệp Vô Phong nói. A Mịch gật đầu, cô ấy biết Diệp Vô Phong đang muốn nói gì, nếu bên trong kết sắt này không có chứng cứ mà cô ấy cần tìm thì cô ấy không có cách nào để minh oan cho bố mình. Sự cố gắng nhiều năm của cô ấy cũng coi như công cốc, cho nên A Mịch đang rất khẩn trương. Diệp Vô Phong bắt đầu vặn cái nút của kết sắt, cuối cùng hơn 10 phút sau cũng thành công mở ra, thứ bên trong kết sắt đã hoàn toàn bị phơi bày, có một số sổ sách và hợp đồng được đặt bên trong. Sau khi lấy mớ sổ sách và hợp đồng kia ra, Ami cẩn thận xem xét một lúc nhưng cuối cùng cả người đều trở nên suy sụp, bởi vì cô ấy không tìm thấy bất kỳ sổ sách nào liên quan đến chuyện trước kia. Nói cách khác, mọi cố gắng trong khoảng thời gian nằm vùng dài đằng đẵng của cô chỉ đổi lấy lần thất bại này mà thôi. Diệp vô phong thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Ami thì không biết phải nói gì, dù sao anh đã sớm biết kết quả sẽ thế này rồi mớ sổ sách cách đây lâu như vậy làm sao còn tồn tại được đây, cho dù còn tồn tại cũng không có trong cái kết sắt này được, chắc chắn nó phải được đặt ở một nơi bí mật hơn. Không sao đâu, tôi tin chúng ta sẽ tìm được những bằng chứng khác mà, tôi sẽ không từ bỏ đâu." A Mịch siết chặt nắm tay. Chương 550, thủ đoạn trong hợp đồng. Nhưng lúc A Mịch đang suy sụp thì Diệp Vô Phong có hơi nghi hoặc cầm mấy sắp văn kiện kia lên xem, nhìn dòng những dòng chữ trên đó với vẻ mặt khó hiểu bởi vì anh phát hiện các hợp đồng trên đều được chia thành hai phần nhưng số tiền trên hai hợp đồng kia lại khác nhau thoáng chốc diệp vô phong đã nhận ra thủ đoạn ở trong đó một trong những hợp đồng này chưa khấu trừ thuế còn phần còn lại đã được khấu trừ tức là công ty chính hỏa đã trốn thuế đóng thuế lậu diệp vô phong không ngờ lại thu hoạch được chuyện này bạch nhạn phi mừng rỡ nói không phải chứ ngay cả loại tiền này mà bọn họ còn không muốn nộp có phải là quá tham lam rồi không Diệp vô phong cũng cười, thế này không phải rất đúng lúc à. Lần này công ty chính hòa sắp xong đời rồi, tuy không thể khiến bọn họ phá sản nhưng sẽ không thể tránh khỏi bị phạt tiền. Bạch nhạn phi gật đầu, trong lòng lại nhen nhóm lên một chút hy vọng, cô ấy nghĩ nếu công ty bảo an long kiếm có thể tiến vào liêu tây, nhất định sẽ là một bước tiến vô cùng hứa hẹn. Nếu cả Liêu Đông và Liêu Tây đều nằm trong tay công ty bảo an Long Kiếm, thì có thể nói, tiềm lực phát triển của công ty bọn họ sẽ đứng đầu cả hoa hạ so với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Hạ cũng không hề kém cạnh. Vì thế cô ấy rất phân khích. Lúc này Diệp Vô Phong mới mỉm cười nhìn A Mịch, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô tìm chứng cứ, cho dù không có chứng cứ thì tôi cũng sẽ có cách khiến bọn họ tự nói ra mọi chuyện năm đó. A Mịch khẽ gật đầu sau đó nhìn Diệp Vô Phong với ánh mắt đầy biết ơn, thực ra cô ấy cũng biết Diệp Vô Phong giúp cô ấy được thế này đã đủ lắm rồi. Vốn dĩ cô ấy đã rất biết ơn Diệp Vô Phong, nhưng cô ấy không ngờ Diệp Vô Phong vẫn lựa chọn tiếp tục giúp đỡ mình, dù biết cơ hội tìm được bằng chứng đã rất mong manh, nhưng Diệp Vô Phong vẫn lựa chọn giúp đỡ cô. Diệp Vô Phong cười nói, thật ra sau khi gọi cảnh sát không thành, tôi nghĩ bọn họ sẽ dùng toàn lực bao vây khách sạn Snowton này đấy. Cái gì? Bọn họ sẽ bao vây khách sạn Snowton? Nói vậy chẳng phải chúng ta sẽ không có cách nào chạy thoát sao? chúng ta phát hiện ra hợp đồng âm dương nhưng nếu không thể đem nó ra ngoài thì cũng chả có tác dụng gì. Vẻ mặt A Mịch đầy ngạc nhiên. Diệp vô phong nở nụ cười, không phải cũng vừa bị bọn họ bao vây à. Cứ dựa vào chức vụ rồi đi ra như thường là được rồi. A Mịch lắc đầu, không được, tôi phải nhờ chu Bách Hoa dẫn nhóm chúng tôi ra ngoài. Trong giây phút mấu chốt nhất cô ấy vẫn tin tưởng đồng nghiệp của mình, cô biết chỉ cần có chu Bách Hoa ở bên cạnh thì bọn họ sẽ không dám ra tay. Diệp vô phong lắc đầu, không được, như vậy chỉ làm liên lụy đến Chu Bách Hoa và những người khác mà thôi. Cô phải biết lần này bọn họ đã là vò mẻ không sợ vỡ nữa rồi, vừa rồi tôi chỉ thử phỏng đoán số tiền trốn thuế của bọn họ thôi mà đã lên đến hơn một tỷ, không biết nếu thật sự bị phạt thì sẽ lên đến con số bao nhiêu. Đương nhiên A à, Mịch không biết mấy chuyện này, nhưng ít nhất cô ấy cũng biết hơn 1 tỷ là một con số rất lớn, có thể cả đời này cô ấy cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Diệp Vô Phong cười nói, ít nhất cũng phải đóng 12 tỷ tiền phạt, cô cho rằng đám người Lý thích có thể ói ra nhiều tiền như vậy sao? A à, Mịch có chút do dự, quả thực cô ấy cũng không dám chắc, dù sao mười mấy tỷ đối với đám có tiền như Lý thích chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Diệp Vô Phong cười nói, bọn họ có thể khiến chuyện này không bị lộ ra ngoài bằng cách giết chết những người thân yêu của chúng ta rồi uy hiếp để đoạt lại hợp đồng, như vậy sẽ không có ai biết đến chuyện trốn thuế của bọn họ. Còn đối với loại chuyện giết người bởi vì có nhà họ Nguyên che chở nên đương nhiên bọn họ sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Nếu suy nghĩ từ góc độ của Lý Thích và Trịnh Phi thì chuyện mà bọn họ sẽ làm đương nhiên là xử lý hết toàn bộ người trong cuộc, sau đó lấy lại những hợp đồng này, như vậy sẽ không bị ai phát hiện ra, hơn nữa còn tiết kiệm được hơn 10 tỷ, sau đó bọn họ có thể tiếp tục làm chuyện của mình, có sự che chở của nhà họ Nguyên, chuyện kiếm tiền ở Liêu Tây của bọn họ sẽ vô cùng thoải mái. Diệp Vô Phong biết hiểu được điểm này nên anh biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Bọn họ sẽ tập trung toàn bộ sức lực của mình tập hợp dưới khách sạn Snowton này rồi cho bao vây tất cả các lối ra, dựa vào cách này, bọn họ có thể đảm bảo người mà mình cần xử lý sẽ không rời khỏi khách sạn, tiếp đó mới đi lên trên. Dù gì bọn họ đều đã biết số phòng của anh, cho nên để tìm được anh là một chuyện hết sức đơn giản, cho dù không biết cũng đủ thời gian tìm kiếm từng phòng một, suy cho cùng bọn họ cũng có rất nhiều người mà Lúc Diệp vô phong nghĩ đến chuyện này thì A Mịch chờ kinh ngạc nhìn điện thoại, di động của tôi không có sóng. Dĩ nhiên cô ấy biết đã xảy ra chuyện gì, nếu là người bình thường thì nói không chừng còn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cô ấy là cảnh sát, cô ấy biết tình huống đột ngột mất sóng thế này chỉ có một khả năng, đặc biệt là ở một nơi như này, chắc chắn đối phương đã dùng thiết bị làm nhiễu sóng. Vì vậy mới có thể ngăn chặn tín hiệu của toàn bộ khách sạn, Việc này nhằm đảm bảo rằng những người trong khách sạn sẽ không thể nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, xem ra bọn họ sắp bắt đầu hành động rồi. Tôi không ngờ bọn họ lại bắt đầu nhanh như vậy, nếu như tôi đoán không lầm thì chắc hẳn bọn họ sẽ mang theo súng. Có thể lăn lộn ở Liêu Tây lâu như vậy, hơn nữa còn có quan hệ với nhà họ Nguyên thì chuyện có được súng ống đạn dược là chuyện rất bình thường. Diệp Vô Phong biết rõ việc này nhưng anh không hề lo sợ, ở trước mặt anh súng ống của đối phương không chịu nổi một đòn. Nhưng khi nhìn về A Mịch và Bạch Nhạn Phi thì anh lại khẽ nhíu mày, sau đó lấy điện thoại ra gửi tín hiệu cho đường chạm. Tại sao điện thoại của anh vẫn có tín hiệu? A Mịch ngạc nhiên nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mỉm cười, điện thoại của tôi có trang bị chip chống nhiễu nên gọi điện sẽ không thành vấn đề. A Mịch hơi sửng sốt bởi vì cô ấy không ngờ Diệp Vô Phong còn có chiêu này, cô ấy mừng rỡ nói, vậy anh mau đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi cho đám người Chu Bách Hoa, lần này bọn họ nhất định sẽ bắt giữ những người này, không phải anh nói trên tay bọn họ có súng sao? Tàng chữ súng là một tội danh rất nghiêm trọng. Đương nhiên Diệp Vô Phong sẽ từ chối, tôi đã nói rồi, cô gọi đám người Chu Bách Hoa tới đây chỉ khiến bọn họ tự tìm cái chết mà thôi, đám người kia còn không thèm để ý loại chuyện này thì cô nghĩ bọn họ có lo lắng khi giết đám người Chu Bách Hoa không? Đến lúc đó nhà họ Nguyên sẽ xử lý tất cả mọi chuyện. Cô cảm thấy bọn họ sẽ biết sợ thứ gì hả? A à, Mịch nghiến răng nghiến lợi nói, vậy chẳng lẽ cứ để cho bọn họ coi trời bằng vung như vậy sao? Chúng ta chính là thi hành pháp luật, lẽ nào gặp phải loại tội phạm như thế mà cứ bỏ mặc không làm gì hả? Cô ấy bắt đầu nghi ngờ nghiệp vụ của mình rồi, dù sao cô ấy cũng biết khi gặp phải tình huống như vậy thì cô ấy nên ra tay, nên gọi đồng nghiệp đến đây để bắt giữ những kẻ vi phạm pháp luật. Nhưng bây giờ ý của Diệp Vô Phong là không muốn để đám người Chu Bách Hoa lại đây, nếu không đám người Chu Bách Hoa sẽ chết dưới tay đối phương. Vậy rốt cuộc là loại cảnh sát thế nào mới phải sợ hãi những người làm trái pháp luật thế này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 551: Bị bao vây. Tôi cũng không tin, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lật trời hay sao? A à, Mịch tỏ vẻ phẫn nộ. Diệp Vô Phong thở dài một hơi. Anh biết cô gái hay mất bình tĩnh như A Mịch sẽ không hiểu. Anh biết hiện tại là tình huống gì, đối phương đã nổi điên, nếu để cho đám người Chu Bách Hoa đến, nhất định sẽ xảy ra một trận bắn nhau tàn khốc. Mà súng ống đạn dược của đối phương sẽ tốt hơn đám Chu Bách Hoa, hơn nữa về mặt nhân số đối phương cũng chiếm ưu thế. Cho nên đám người Chu Bách Hoa đến đây chính là tìm cái chết. Diệp Vô Phong đương nhiên không muốn bọn họ làm như vậy dù sao anh đã chọn được người thích hợp hơn tới giải quyết trận bắn nhau này. Đi thôi, thu dọn đồ đạc, chúng ta mang mấy thứ này theo, chuẩn bị phá vòng vây. Diệp vô phong lạnh lùng nhìn Bạch Nhạn Phi và A Mịch. A Mịch có chút giật mình nhìn Diệp vô phong, anh điên rồi sao? Anh có biết hiện tại chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch không? Hơn nữa tôi còn không mang súng theo, lúc này ra ngoài không phải là chịu chết sao? Diệp vô phong nghe vậy chỉ nhún vai. Mà ngay sau đó, Diệp Vô Phong nghe được tiếng động bên ngoài hành lang. Có người đang gõ cửa phòng bên cạnh. Diệp Vô Phong biết đó là phòng mình, lúc này anh vác tủ sắt lên, đi theo tôi là được, giúp tôi đại khái tầm 2 phút là được. A Mịch có chút nghi ngờ nhìn Diệp Vô Phong, cho nên ý của anh là kiên trì ở trong này 2 phút là được. Nếu chỉ vậy thì chúng ta chờ ở trong phòng không phải càng tốt hơn sao? Diệp Vô Phong nhìn A Mịch, hiện tại nếu ở lại trong phòng Đến lúc đó bọn họ sẽ bao vây phòng này lại, lúc mở cửa phòng sẽ đồng thời phải đối phó với một trận bắn phá từ bên ngoài, cô cảm thấy cô có thể tránh thoát trận bắn đó sao? A Mịch lắc đầu. Diệp Vô Phong nghiêm túc nói, nhưng nếu lúc này chúng ta lao ra, cả khách sạn và bọn họ sẽ bị xoay vần, vậy thì có thể tranh thủ đủ thời gian. Nếu không phải dẫn theo hai người kia thì anh hoàn toàn có thể trực tiếp xông ra ngoài, mấy tên đần độn kia không thể nào cản trở anh. Nhưng có thêm Bạch Nhạn Phi và A Mịch anh không thể không cân nhắc đến hai cô nàng này. đám người đường chạm còn cần hai phút nữa mới đến, mà anh cần ở đây bảo vệ hai cô gái này an toàn trong vòng hai phút. lúc này bên cạnh đã truyền đến tiếng mở cửa, xem ra bọn họ đã bắt khách sạn mang chìa khóa dự phòng lên rồi. diệp vô phong không do dự mở cửa xông ra, khoảnh khắc bước ra ngoài hành lang, đám côn đồ cầm côn thép và súng lục đều giật mình. bọn họ không biết vì sao diệp vô phong lại đi ra từ trong căn phòng bên cạnh chẳng lẽ bọn họ đã nhầm số phòng ư? Nhưng không thể nào đâu. Chẳng qua hiện tại bọn họ chỉ có thể đủ thời gian nghĩ đến đây, bởi vì ngay sau đó một bóng mở vĩ đại bao trùm lấy tầm mắt bọn họ. Dầm! Bốn năm tên du côn bị cái tủ sắt bay đến làm cho ngã trổng vó, trong bất chợt không đứng dậy nổi. Mà mấy tên đần độn không bị ném chúng thì âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cũng tính chuẩn bị ra tay. Nhưng lại không biết từ khi nào Diệp vô phong đã đến gần bọn họ rồi tên dẫn đầu phía trước nhìn thấy, đôi con người co rút, chỉ cảm thấy bụng mình như bị đâm thủng, cả người đều té ngã trên mặt đất, hét thảm. Mà mấy tên du côn khác chỉ kịp nâng vũ khí lên, Diệp Vô Phong đã ra tay, mỗi người đều chỉ cần một chiêu là gục. Diệp Vô Phong nắm hai tay, giống như chiến thần hạ phàm, chống lại khoảng chừng 20 tên du côn giống như lang sói bổ nhào vào bầy dê, chỉ hai ba lượt đã xử xong bọn họ. Lúc này bị người phục vụ khống chế đã sợ đến phát run, sau khi anh ta nhìn thấy Diệp vô phong đã xử lý xong đám côn đồ thì trong nỗi sợ hãi còn mang theo vẻ không thể tin nổi. nơi này đâu phải phim trường gì đâu, làm sao lại có người có thể thật sự một mình xử lý người mấy tên côn đồ cùng lúc được? hơn nữa chiêu nào chiêu nấy xem đều vô cùng thích mắt, trong nhu có cương. loại chiêu thức này thật giống mấy món công phu như trên tivi. Diệp vô phong nhìn người phục vụ, mỉm cười nói, ngại quá, dọa đến anh rồi. hiện tại đã có thể rời khỏi nơi này nhưng tôi vẫn đề nghị anh nên chờ ở trong phòng trước khi những tên kia rời khỏi khách sạn anh tuyệt đối đừng đi ra ngoài người phục vụ gật đầu vội vã rời khỏi chỗ này diệp vô phong thì nói vọng vào phòng bạch nhạn phi có thể ra rồi người nơi này bị tôi xử lý hết lúc này đám người bạch nhạn phi mới đi tới sau khi nhìn thấy dám côn đồ đều đã bị diệp vô phong xử lý hết nét mặt bạch nhạn phi vẫn rất bình tĩnh giống như đây chẳng tính là chuyện gì to tát nhưng A Mịch thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vô Phong ra tay, cho nên tràn đầy kinh hãi. Cô ấy nhìn Diệp Vô Phong, không phải anh là chủ tịch công ty Hoa Cường sao? Từ khi nào thì loại chủ tịch công ty như anh lại biết quyền cước rồi? Diệp Vô Phong mỉm cười nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là học chút quyền cước phòng thân thôi, dù sao cô cũng biết đấy, tôi ngồi vào vị trí này, sẽ luôn có rất nhiều người muốn ra tay với tôi, nếu tôi cứ dựa hết vào đám vệ sĩ thuê về thì cũng không được. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, cô nói có đúng không? Lúc này A Mịch chỉ có thể gật đầu, cô ấy cảm thấy lời Diệp Vô Phong nói vẫn rất đúng, nhưng vì sao cô ấy cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ ấy. Diệp Vô Phong chỉ vào cầu thang, "Chúng ta đi bên kia." Bạch Nhạn Phi và A Mịch đều đi về phía trước, chẳng qua lúc đi qua mấy tên côn đồ bị đánh cho lăn quay dưới đất, A Mịch nhặt khẩu súng lục của một tên trong đó lên. Bạch Nhạn Phi cũng học A Mịch, cầm một khẩu trên tay. Bản thân cô ấy làm việc trong công ty vệ sĩ, bình thường cũng có tiếp xúc với súng ống. Cô ấy thường xuyên tham gia câu lạc bộ súng ống, cho nên không hề xa lạ với loại súng lục mô phỏng này. Diệp Vô Phong có chút tò mò nhìn hai người, A à, Mịch cười nói, thì chính là không thể cứ dựa mãi vào người khác đó. Bạch Nhạn phi mỉm cười, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Diệp Vô Phong nhún vai, dẫn theo hai người đi đến cầu thang, bọn họ đương nhiên không thể dùng thang máy. Trong thang máy có camera theo dõi, hơn nữa trong một không gian nhỏ như vậy, người bên ngoài muốn bắn vào bên trong thì Bạch Nhạn Phi và A Mịch nhất định không thể tránh được. Đọc nhanh nhất tại Trùm chuyên, cho nên vẫn nên đi cầu thang bộ có vẻ an toàn hơn. Trong phòng theo dõi, lúc này Lý Thích và Trịnh Phi đang u ám nhìn hướng đi của ba người Diệp Vô Phong trong camera theo dõi, Phương Thất Cầm bộ đàm ra lệnh cho cấp dưới của mình. Bây giờ bọn họ quả thật triệu tập tất cả lực lượng đến. Hơn 200 người bao vây khách sạn, 100 người vây kín tất cả cửa ra, còn 100 người còn lại thì đi thẳng lên trên, chính là muốn bao vây hoàn toàn đám người Diệp Vô Phong. Tất cả mọi người đều được bố trí rất hợp lý, hơn nữa để cho người bị bao vây không cách nào rời khỏi khách sạn này, bọn họ cũng có thể rút ra một lượng lớn người tiến vào khách sạn. Phòng theo dõi đã bị bọn họ chiếm cứ, đều có thể biết hết tất cả phương hướng mà đám người Diệp Vô Phong sẽ đi, cho nên bọn họ căn bản không hề hoảng hốt. Chẳng qua lúc nhìn thấy đám côn đồ ngã trái ngã phải trước cửa phòng Diệp vô phong, bọn họ vẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đám vô dụng này, trên tay có vũ khí mà còn bị Diệp vô phong giải quyết, thật đúng là cái thùng cơm. Lý thích vô cùng giận dữ nói, chương 552, dụ kẻ địch lên trên. Trịnh Phi thì lạnh lùng nói thôi, bảo những người khác kìm chế chút cho tôi, đối phương đã có súng lục, bảo những người đó nhanh giành tới tay, xông lên, hiện tại tung tích của đối phương hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ trong tay, hiện tại không nói đến những chuyện khác, chỉ cần chúng ta chặn hết mỗi đường ra thì đó chính là bắt ba ba trong giỏ. Tuy nói thì nói thế, nhưng anh cũng biết, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu phong tỏa khách sạn thời gian dài thì nhà họ Nguyên ở bên kia cũng không dễ nói chuyện, loại chuyện này chính là cần tốc chiến tốc thắng, nếu không có còn cách nào xử lý đám diệp vô phong thì lập tức rút lui khỏi chỗ này. Lý thích biết tình huống hiện tại của bọn họ, Tuyệt đối không thể cứ cố thủ, phải xông lên. Những người khác còn chưa tới sao? Trịnh Phi nhìn Phương Bát. Nhân số của bọn họ không chỉ có chút ít này, nhưng vì có một số người cần phải chờ vũ khí mới có thể xông lên nên vẫn trì hoãn. Phương Bát bất đắc dĩ nói, bọn họ đã chuẩn bị tốt, cũng đã tiến vào tòa nhà, chẳng qua súng ống đạn dược trên tay bọn họ đã là số tổn chữ cuối cùng trên tay chúng ta rồi. Trịnh Phi gật đầu, mấy thứ như súng ống đạn dược có thể từ từ tích lũy nhưng nếu hợp đồng này xảy ra vấn đề thì sẽ liên quan hơi nhiều đến công ty và gia tộc. Những xí nghiệp và gia tộc này mà bị lôi ra ngoài ánh sáng thì làm sao có thể bỏ qua cho anh ta, nếu chuyện này thật sự bị bại lộ, công ty Chính Hòa tại Liêu Tây cũng sẽ bị chèn ép, không còn nhận được sự tín nhiệm từ công ty và gia tộc của anh ta nữa. Diệp Vô Phong đi tới cầu thang bộ thì một đường đi thẳng lên trên. Mà lúc này A à, Mịch có chút hoang mang, chúng ta muốn ra ngoài không phải nên xuống dưới sao? Vì sao vẫn còn lên trên, càng lên trên, chúng ta lại càng khó thoát thân mà." Diệp Vô Phong mỉm cười nói, "Chúng ta dụ những người đó lên trước, như vậy phía dưới sẽ không có người, chúng ta có thể trực tiếp đi thẳng đến cửa ra, đến đó sẽ có người tiếp ứng chúng ta." Lúc này A Mịch mới hiểu suy nghĩ của Diệp Vô Phong, nhưng cô ấy vẫn rất tò mò, nếu đi lên thì bên trên cũng sẽ có người trông chừng, đến lúc đó phải phá vòng vây thế nào? Ngay sau đó bỗng có tiếng súng vang lên, tiếng đạn bắn vào vòng bảo vệ, khiến A Mịch và Bạch Nhạn phi giật nảy mình, mà Diệp Vô Phong thì nhướng mày, những người đó thật sự đang động thủ, đến súng tự động cũng có. A Mịch có chút kích động nhìn Diệp Vô Phong, mà Diệp Vô Phong thì nói, dựa vào tường đi, đừng nên tới gần vòng bảo vệ, như vậy thì bọn họ không thể bắn được chúng ta. Chờ ba người bò đến tầng 6, cuối cùng cũng đi tới vườn hoa không chung trên cùng, Diệp Vô Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói chính là ở đây, chỉ cần dẫn bọn họ tới chỗ này, lúc chúng ta đi xuống sẽ gặp ít kẻ địch hơn. Vườn hoa không chung là lộ thiên, trên thực tế chính là nóc nhà, chẳng qua là được trang trí không tệ, có vài thời điểm sẽ có người cho thuê chỗ này, dùng để tổ chức một vài bữa tiệc. Diệp vô phong dẫn theo hai người trốn đằng sau một cái hộp biệt, chờ lát nữa sau khi khai chiến, các cô xem thời cơ mà nổ súng, trên tay đối phương có súng tự động, cho nên phát súng đầu tiên các cô phải bắn chúng bọn họ. Lúc này vẻ mặt Diệp Vô Phong rất nghiêm túc, bởi vì anh biết, nếu A Mịch và Bạch Nhạn Phi không thể bước lui quân địch ngay từ lúc đầu thì công kích của kẻ địch sẽ xuất hiện ở gần bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở sau hộp điện, từ từ chờ quân địch đến vây quanh. ngôn tình trọng sinh, Diệp Vô Phong nhìn hai người đều đã gật đầu, lúc này mới vòng đến một bên khác, tới cửa trên đỉnh, sau đó lặng lẽ chờ đợi. Dầm, một đám vệ sĩ lao tới từ bên trong, lúc bọn họ nhìn thấy sân thượng này thì vô cùng cảnh giác đánh giá xung quanh một vệ sĩ đầu chọc ra hiệu cho tất cả vệ sĩ những vệ sĩ khác bắt đầu tản ra mà diệp vô phong thì yên lặng rơi vào phía sau bọn họ vệ sĩ đầu chọc nói mọi người cẩn thận chút ba người bọn họ trốn ở đây nhưng không biết là ở vị trí một khi phát hiện kẻ địch bắn mới vừa nói xong diệp vô phong đã vỗ bả vai vệ sĩ đầu chọc vệ sĩ đầu chọc hoảng sợ giơ hỏng súng lên trước sau đó xoay người, lúc nhìn thấy Diệp Vô Phong, đôi con ngươi của anh ta co rút. Anh ta muốn nổ súng, nhưng Diệp Vô Phong đã đi tới trước người anh ta, vượt qua vị trí hỏng súng, lúc này vệ sĩ đầu chọc muốn bắn Diệp Vô Phong thì chỉ có thể rút súng tự động lại. Nhưng anh ta không làm được. Anh ta biết Diệp Vô Phong đủ sức giết chết anh ta trong lúc anh ta rút súng tự động về. Vệ sĩ đầu chọc không dám động đậy, Diệp Vô Phong cũng không định giết chế vệ sĩ đầu chọc nhanh như vậy những vệ sĩ khác đã phát hiện ra tình huống bên cạnh, vội vàng dơ họng súng lên với Diệp Vô Phong, nhưng khi bọn họ xoay người, cách đó không xa truyền đến tiếng súng. Hai vệ sĩ ngã xuống, mà tất cả vệ sĩ đều giật mình, vội vàng chỉ họng súng ra bên ngoài, trong lúc này bọn họ phát hiện mình lại bị ba người đánh từ hai mặt rồi. Đây là đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh sao? Vì sao có thể trong thời gian ngắn đã lên được kế hoạch và chiến thuật như vậy? Lúc này bọn họ có chút kích động, diệp vô phong thì mỉm cười hỏi nói nghe thử xem bên dưới các anh còn bao nhiêu người anh cho rằng tôi có thể nói với anh chuyện này ư ừ. diệp vô phong hôm nay anh nhất định phải chết ở chỗ này cho dù anh có giết chúng tôi thì anh cũng không cản được những anh em phía dưới nhân số bọn họ nhiều đến mức mấy người phải tuyệt vọng vệ sĩ đầu chọc vô cùng chuyên nghiệp mặc dù hiện tại tính mạng đang bị uy hiếp nhưng vẫn ngang ngạnh nói ra mấy lời này diệp vô phong chỉ mỉm cười đáp lại vậy sao nhưng hiện tại chuyện anh cần cân nhắc không phải là mạng mình à. Mạng của anh đang nằm trong tay tôi, hiện tại tôi muốn giết anh là chuyện vô cùng đơn giản. Vệ sĩ đầu chọc cắn răng, nhưng vẫn cứng miệng. Diệp Vô Phong cười ha ha, một quyền đánh vào trên cổ vệ sĩ đầu chọc, trực tiếp đánh vệ sĩ đầu chọc mất xỉu luôn. Mà lúc này, các vệ sĩ khác không tìm được nơi Bạch Nhạn Phi và A Mịch ẩn trốn, lại xoay người chĩa súng về phía Diệp Vô Phong. Nhưng ngay tại lúc bọn họ xoay người, Bạch Nhạn Phi và A Mịch lại nổ súng. Thêm hai tên vệ sĩ nữa ngã xuống. Lần này quả thật khiến cho tất cả vệ sĩ đều khiếp sợ, trong lòng bọn họ run lên, đều cảm thấy ngay sau đó bọn họ rất có thể sẽ bị đạn không biết từ nơi nào bắn chúng. Tất cả vệ sĩ đã không quản được nhiều như vậy, bọn họ chỉ có thể giật mình nhanh chóng tản ra, sau đó cảnh giác quan sát xung quanh. Diệp vô phong thì đến gần một tên vệ sĩ, sau khi đánh gục anh ta rồi nhặt súng tự động của đối phương lên, không ngừng nã đạn vào đám vệ sĩ trốn bên cạnh. Sau khi chút hết số đạn, tất cả vệ sĩ cũng không dám thỏ đầu ra nữa. Diệp vô phong vẫy tay với Bạch Nhạn Phi và A Mịch, lúc này hai người Bạch Nhạn Phi mới vội vã đi tới bên cạnh Diệp vô phong, Diệp vô phong chỉ vào cửa. Ba người thuận lợi lui đến cửa lớn, Diệp vô phong tiện tay khóa cửa sắt lại. chương 553, đương nhiên là có cứu viện. Diệp vô phong vứt súng tự động sang bên cạnh, dẫn theo hai người Bạch Nhạn phi tiếp tục đi xuống dưới. Chúng ta phải đi dọc cầu thang bộ xuống dưới sao?" A Mịch tò mò hỏi. Diệp Vô Phong lắc đầu, "Không, bây giờ chúng ta đi thang máy." Nhìn thời gian cũng đến rồi, Diệp Vô Phong không còn trốn tránh, anh biết lần này có thể trực tiếp đi xuống dưới rồi. Anh dẫn theo người tới thang máy, lúc này tổng cộng có 5 thang máy, Diệp Vô Phong đều ấn cả 5 thang máy xuống tầng 1 cũng đánh nát tất cả camera theo dõi trong thang máy làm xong việc này ba người diệp vô phong lựa chọn một thang máy trong số đó đi xuống vào trong thang máy diệp vô phong cũng không rảnh rỗi mà dỡ đèn phía trên trần thang máy xuống sau đó trực tiếp mở cái nắp đèn ra chúng ta đi lên trên trước chờ xác định an toàn rồi mới xuống lần nữa diệp vô phong đề nghị mấy người bạch nhạn phi đương nhiên không thành vấn đề dù sao bọn họ đều biết hiện tại Diệp Vô Phong mới đúng là người quen thuộc với loại hình chiến đấu này nhất, ngay cả Ami cũng đã nhìn ra Diệp Vô Phong là người lão luyện có kinh nghiệm rồi. Thậm chí Ami còn có một loại ảo giác, đó chính là Diệp Vô Phong chính là lính đánh thuê còn sống trở về từ chiến tranh nước ngoài. Sau khi đỡ hai người phụ nữ lên đỉnh thang máy, Diệp Vô Phong mới đi lên, thuận tiện khép hờ đèn lại, thang máy còn đang đi xuống, tốc độ không hề chậm, rất nhanh đã tới tầng 1. Mà lúc này bọn họ nghe thấy bên ngoài vô cùng ẩm ý, Diệp Vô Phong biết đó là những tên vệ sĩ đang ngồi ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài chờ bọn họ. Lúc cửa thang máy mở ra, tất cả vệ sĩ đến nổ súng vào thang máy, nhưng bọn họ lại vô cùng nghi ngờ, bởi vì cả năm thang máy đều không có người. Bọn họ cực độ hoang mang đi vào bên trong thang máy, đánh giá xung quanh, nhưng lại tìm không thấy bất cứ tung tích nào của đám người Diệp Vô Phong. Chẳng qua một vệ sĩ trong số đó có chút tò mò nhìn đèn trên đỉnh thang máy, anh ta phát hiện hình như bóng đèn này hơi lỏng lẻo. Lúc anh ta muốn vươn tay thử xem có thể tóm được bóng đèn này hay không thì đột nhiên bị nện một phát. Anh ta còn chưa kịp hét lên thảm thiết thì đã hôn mê bất tỉnh. Những vệ vệ sĩ khác đều vô cùng khẩn trương nhìn bên trong thang máy này, trước khi bọn họ nâng súng lên, Diệp vô phong lao từ trên xuống, hai cây súng lục liên tục nã đạn vào đám vệ sĩ, trong lúc này bốn năm tên vệ sĩ kêu thảm thiết té ngã trên mặt đất, vệ sĩ không bị thương thì thi nhau tìm chỗ trốn đi, sau đó chĩa họng súng về phía thang máy. Chẳng qua bởi vì vấn đề góc độ, cho nên bọn họ không thể thấy rõ tình huống bên trong thang máy. Lúc này Lý Thích đã đi tới tầng 1, hô vòng vào bên trong thang máy, Diệp Vô Phong, các anh mau ra đầu hàng đi, như vậy ít nhất chúng tôi còn có thể tha cho anh một mạng, nếu vẫn cố chấp không chịu đầu hàng thì chúng tôi sẽ ném bom vào trong thang máy đó. Nhưng Diệp Vô Phong chỉ dựa sát vào trong thang máy, nhặt hết súng tự động trên tay đám vệ sĩ trong thang máy lên. Súng lục thì đương nhiên trả lại cho đám Bạch Nhạn Phi và A Mịch rồi. Bọn họ muốn ném bom? A Mịch vô cùng chấn động nói. Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười, "Thôi đi, bọn họ sẽ ném bom sao? Nếu thật sự nổ bom thì người bên ngoài sẽ biết được chuyện bên trong này, bọn họ sẽ không làm như vậy, hơn nữa cho dù anh ta có muốn ném bom, chúng ta cũng có thể lên trên tránh." Anh hoàn toàn không lo lắng về chuyện này, dù sao anh cũng biết đám người Lý Thích mà dám gây ra động tính quá lớn thì sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa người của anh cũng sắp đến rồi. Căn bản không cần làm nhiều việc như vậy. Đến đây, Diệp Vô Phong đột nhiên nở nụ cười tươi. A à, Mịch không biết Diệp Vô Phong nói lời này là có ý gì, nhưng ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lý Thích hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đến giải cứu đám người Diệp Vô Phong. Có địch tập kích phương thất kéo lý thích chạy sang bên cạnh dù sao anh ta cũng biết cứu viện của diệp vô phong đến đây thì trận chiến này phải rút lui rồi mà anh ta phải đảm bảo lý thích không bị giết chết làm sao có thể diệp vô phong làm sao có thể có cứu viện đến giúp chứ chúng ta đã chặn tín hiệu cả tòa nhà này bọn họ không thể liên hệ với người bên ngoài mới phải lý thích vô cùng sốc phương thất đương nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đối với anh ta thì hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dẫn Lý Thích rời đi. Đường chảm sung phong làm đầu tàu gương mẫu, súng lục trên tay đang không ngừng bắn về đám vệ sĩ bị kích động đang tìm kiếm nơi che chắn, chỉ thấy tất cả đạn đều bắn trúng kẻ địch. Không trượt phát nào, hơn nữa còn đều bắn trúng điểm chí mạng, đám vệ sĩ căn bản không rõ rốt cuộc đối phương là người độc ác cỡ nào mà thuật bắn súng lại tinh chuẩn như thế. Rốt lui, Lý Thích giật mình quát, anh ta biết hiện tại đã không còn cách nào đối chiến với bên Diệp Vô Phong, một mình Diệp Vô Phong đã có thể chơi đùa xoay bọn họ như trong chóng, hiện tại lại thêm cứu viện của Diệp Vô Phong cũng đến, bọn họ lại càng không có phần thắng. Cho nên Lý Thích không chút do dự ra lệnh cho tất cả cấp dưới rút lui. Trong lúc này tất cả vệ sĩ cùng đám du côn đều thi nhau bỏ chạy ra ngoài. Đám người đường chảm thì lại cười mặc kệ đám du côn kia, có thể bắn chết đương nhiên sẽ bắn chết, còn tên nào chạy được thì cũng không đuổi, Đường chảm cười hì hì đi tới trước cửa thang máy, nhìn thấy Diệp vô phong còn đang vô cùng bình tĩnh tháo rỡ súng tự động trên tay, nhất thời đến gần, lão đại, em đến đây. Diệp vô phong gật đầu, cuối cùng cũng được một lần thấy cậu đúng giờ rồi. Trước kia mỗi lần đường chảm chấp hành nhiệm vụ luôn đến muộn, về sau bọn họ đều đã thành quen kéo dài thời gian đường chảm đến cứu viện thêm một phút. Như vậy là có thể vừa đủ thời gian cho đường chảm đến. Lần này anh cũng vậy, nhưng thật không ngờ đường chảm lại được một lần đến đúng giờ. Đường chảm có chút xấu hổ nói, em vừa khéo ở vùng gần đây, cho nên chạy tới trước tiên, cái đám gà mờ này, nếu anh mà thật sự ra tay thì bọn họ nào phải đối thủ của anh chứ? Diệp vô phong lạnh nhạt nói, hiện tại đang ở Trung Hoa, tôi không muốn Trung Hoa bị vấy bẩn, nơi này chính là nơi tôi muốn dưỡng lão đó. Đường chảm nhún vai, may mà em không định dưỡng lão ở chỗ này, em mà già rồi thì sẽ đi khắp những nơi có thể đến trên thế giới này. Diệp Vô Phong dẫn theo A Mịch và Bạch Nhạn Phi đi ra bên ngoài, sau đó nói với A Mịch, hiện tại cô có thể gọi đám người Chu Bách Hoa đến, lúc này thì bọn họ có thể đến thu dọn một phen. Tuy A Mịch không phục, nhưng cũng biết mấy trận bắn súng này không phải thứ mà đám người Chu Bách Hoa có thể chịu được, dù sao vũ khí trên tay Chu Bách Hoa thật sự không thể so sánh được với vũ khí trên tay đám côn đồ này. Người khác đều dùng súng tự động, súng tự động đó, nếu đám người Chu Bách Hoa thật sự đến, cũng chỉ có thể để bị người ta đè ra đánh. Nếu muốn gọi người chắc phải gọi đặc cảnh đến. Sau khi chú Bách Hoa dẫn đội đi tới khách sạn, nhìn thấy tình huống của cả khách sạn thì ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Thật sự quá mức khủng bố, nơi nào cũng toàn vết đạn, hơn nữa có mười mấy người thành thật nằm trong vũng máu, tất cả đều trúng đạn. Trường 554, mục đích là thu mua. Diệp vô phong, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc trong đây đã xảy ra chuyện gì không chu bách hoa vô cùng giật mình nhìn diệp vô phong nhất là lúc nhìn thấy diệp vô phong sau khi gặp phải chuyện này vẫn vô cùng bình tĩnh trong lòng không khỏi cảm khái quả nhiên không hổ là cục hồng thuẫn gặp được loại chuyện này mà không hề kinh ngạc nó chỉ là chuyện bình thường giống như ăn cơm đi ngủ vậy người như thế trong ấn tượng của anh ta chính là một người tàn nhẫn diệp vô phong giao hợp đồng mang theo cho chu bách hoa đây chính là nguyên nhân, công ty chính hòa biết bản hợp đồng âm dương của mình bị bại lộ, tính lấy về bản hợp đồng này, hơn nữa còn xử lý sạch đám người biết chuyện là chúng tôi. Vẻ mặt chu bách hoa u ám, nói cách khác hiện tại là công ty chính hòa phát động công kích với các anh, hơn nữa bọn họ còn giữ một lượng súng ống lớn. Diệp vô phong gật đầu. Chu Bách Hoa nắm lấy hợp đồng, cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Phải biết rằng Lý Thích Chính là em họ của anh ta, trên tay em họ của anh ta có nhiều súng ống đạn dược như thế nhưng anh ta lại không biết hiện tại anh ta hoài nghi không biết sốt cuộc cái tên lý thích này có bao nhiêu chuyện lừa anh ta tên khốn nạn này chu bách hoa xoay người muốn đi tìm lý thích nhưng lại bị diệp vô phong ngăn cản anh muốn đi tìm lý thích cũng được nhưng trước đó hãy mang hợp đồng về giao cho ban ngành có liên quan xử lý chu bách hoa đồng ý với lời diệp vô phong nói cầm hợp đồng rời đi trước a à, mịch thì theo chu bách hoa rời đi cô ấy còn có rất nhiều chuyện muốn nói diệp vô phong kéo bạch nhạn phi đi ra bên ngoài anh muốn dẫn tôi đi đâu bạch nhạn phi có chút tò mò diệp vô phong cười nói chẳng lẽ cô không muốn chiếm lấy công ty chính hòa sao bạch nhạn phi nghe thế thì vô cùng hưng phấn ý anh nói là hiện tại đi tìm đám người lý thích thì có thể bắt bọn họ nhượng lại công ty chính hòa sao diệp vô phong nói không chắc nhưng có khả năng này dù sao loại chuyện như hợp đồng âm dương mà để bại lộ thì bọn họ sẽ chẳng dễ lăn lộn tại Liêu Tây, thừa dịp hiện tại còn có không gian tăng giá thì nhanh chóng bán công ty đi, sau đó ôm tiền bạc khẩn trương rời khỏi Liêu Tây mới đúng là biện pháp chính xác nhất. Bạch Nhạn Phi đảo cặp mắt trắng dã, nhưng chuyện này không phải là anh làm à? Sau khi anh làm chuyện này lại đi tìm bọn họ, nói với bọn họ chuyện này đã bại lộ, tốt nhất nên rời đi, chắc có khi người ta còn có cả suy nghĩ muốn giết anh rồi. Diệp vô phong nở nụ cười, chuyện hợp đồng âm dương cũng không phải chuyện tôi muốn, trùng chuyên. VN chính bọn họ làm ra chuyện này, chẳng lẽ còn có thể đổ lỗi lên người tôi sao? Thật đúng là nực cười. Bạch Nhạn Phi có chút cảm khái, tôi thật sự rất lo đám người lý thích sẽ liều mạng với anh đó, dù sao anh cũng nên biết, hiện tại tất cả những chuyện bọn họ gặp phải đều do anh ban tặng. Hai người nhanh chóng đi tới công ty chính hòa, lúc này công ty chính hòa vẫn còn sáng đèn, xem ra đám người lý thích đều đã trở lại diệp vô phong đi thẳng một đường lên trên tất cả vệ sĩ nhìn thấy diệp vô phong đều giật mình bọn họ biết trong khách sạn này chính là người này đùa bỡn xoay bọn họ như trong chóng lại còn giải quyết rất nhiều anh em của bọn họ hiện tại diệp vô phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ hơn nữa còn ngay tại công ty chính hòa cho nên ai nấy đều bàng hoàng không hiểu cũng không dám ra tay đều chỉ đứng nhìn diệp vô phong đi vào công ty tiến vào thang máy sau đó đi thang máy lên trên. Tất cả mọi người đều chấn động, hoàn toàn không dám ra tay, mà sau khi đám người Diệp vô phong đi rồi, lúc này vệ sĩ mới lấy bộ đàm ra, báo cáo tình hình cho cấp trên. Người bên trên cũng rất kích động, bọn họ sợ hãi chạy tới văn phòng của Lý Thích và Trịnh Phi, móc súng ra, vô cùng cảnh giác. Trên mặt Lý Thích và Trịnh Phi đều mang theo vẻ sợ hãi, hơn nữa còn u ám đến đáng sợ. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? chúng ta cũng đã thành ra thế này rồi, anh ta còn không chịu bỏ qua cho chúng ta sao, chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta cá chết lưới rách với anh ta à? Lý thích vô cùng phẫn nộ. Trịnh Phi thì lại cắn răng, tuy không nói gì, nhưng cũng thức đến toàn thân run rẩy. Tất cả vệ sĩ đều cảnh giác nhìn cửa văn phòng. Rất nhanh, Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi đã thong dong đi tới cửa văn phòng, lúc nhìn thấy bảy tám vệ sĩ đều chỉ họng súng về phía mình, anh chỉ cười hi hi đêm hôm khuya khoát thế này còn chưa tan tầm xem ra tổng giám đốc lý và tổng giám đốc trịnh là người rất yêu công việc diệp vô phong coi như không thấy mấy họng súng kia chậm gì gì đi tới trước mặt hai người lý thích kéo một cái ghế ngồi xuống nhìn đến góc tường bị anh làm thùng hít mắt nở nụ cười sắc mặt hai người lý thích xanh mét lý thích đi tới trước vỗ bàn phẫn nộ hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì diệp vô phong chỉ vào đám vệ sĩ nọ tôi không thích người khác chĩa họng súng vào tôi lý thích cắn răng nhưng trịnh phi vẫn dùng tay đè bàn lại anh ta biết diệp vô phong tới chỗ này không phải vì muốn xử lý bọn họ cho nên xem ra hiện tại còn có cơ hội đàm phán đám vệ sĩ chỉ có thể mang theo sợ hãi bỏ súng xuống trịnh phi đi đến trước mặt diệp vô phong lạnh lùng hỏi vậy anh tới nơi này tìm chúng tôi là muốn làm gì tôi không tin đêm hôm khuya khoát anh không ngủ được là vì chạy tới xem dáng vẻ thảm hại của chúng tôi Diệp Vô Phong mỉm cười nói, thật ra tôi tới là muốn mấy người nhường lại công ty. Lý Thích khoát tay, không có khả năng, hiện tại công ty Chính Hòa đang không ngừng phát triển, một năm mang đến cho chúng tôi nguồn thu nhập tuyệt đối không thể đong đếm. Diệp Vô Phong cười nói, đúng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy người không làm ra chuyện kia, hiện tại chuyện hợp đồng âm dương đã bị bại lộ, anh cho rằng công ty anh còn có thể như trước đây sao? Lý Thích chỉ vào Diệp Vô Phong, nếu không phải tại anh Công ty chính hỏa sẽ như vậy sao? Nhưng nếu mấy người không làm ra chuyện kia thì sẽ không để xảy ra chuyện này, anh nói có đúng không? Diệp Vô Phong cười ha hả. Tự dưng đổ hết chuyện này lên đầu mình đúng là kỳ lạ, hai người Lý Thích thật sự không có một chút giác ngộ nào hết. Rõ ràng là do bọn họ nổi lòng tham mà. Lý Thích còn muốn phản bác, nhưng lúc này Trịnh Phi lại khoác tay lên vai Lý Thích, lạnh lùng nhìn Diệp Vô Phong. Cho nên ý anh là muốn tới thu mua công ty chúng tôi? Anh muốn thu mua kiểu gì? Nếu điều kiện thu mua có thể khiến cho chúng tôi mãn ý thì chúng tôi cũng có thể giao công ty chính hòa cho mấy người. Tất cả mọi người làm việc đều vì kiếm tiền, chỉ cần chúng tôi có thể kiếm tiền thì thì chúng tôi cũng có thể lựa chọn làm theo cách của mấy người. Diệp Vô Phong vỗ tay, rất tốt, tôi rất thích bàn chuyện với những người lý trí như vậy, mọi người ngồi xuống bàn bạc mới là cách chính xác nhất, hòa thuận thì mới phát tài được. Hừ, hòa thuận mới phát tài. Nhưng tôi lại chưa từng nhìn thấy cái thứ gọi là hòa thuận mới phát tài trên người anh, nếu không phải tại anh nói, công ty chính hòa sẽ không thay đổi thành như vậy, tất cả đều tại anh. Lý thích vẫn vô cùng khó chịu. Nhưng Trịnh Phi lại không để ý những chuyện này, anh ta biết đồng bọn của mình vô cùng phẫn nộ, nhưng hiện tại anh ta cần bàn bạc kỹ càng với Diệp Vô Phong. Cố gắng kiếm thêm cho mình và Lý Thích chút tiền bạc. Chương 555, rõ ràng chính là cướp bóc. Tôi nghĩ có lẽ giá thị trường của công ty Chính Hòa vào khoảng 5 tỷ." Diệp Vô Phong mỉm cười nói. Lý Thích cười ha hả, "5 tỷ? Có phải anh điên rồi không? Công ty Chính Hòa phải có giá ít nhất là 15 tỷ." Trịnh Phi cũng thấy Diệp Vô Phong đang nói đùa, 5 tỷ đã muốn thu mua công ty Chính Hòa của bọn họ quả thực là chuyện đùa, bọn họ mà bán công ty Chính Hòa thì ít nhất cũng phải thu lại được 15 tỷ, càng không nói đến hiện tại công ty bọn họ còn đang trên đà không ngừng phát triển căn bản không tồn tại tình trạng lỗ vốn. Nhưng anh ta không tin Diệp Vô Phong lại không biết chuyện này, Diệp Vô Phong rõ ràng biết giá thị trường của công ty bọn họ, sở dĩ nói như vậy là vì muốn làm nhục bọn họ. Anh ta thấy rất rõ ràng, Diệp Vô Phong đây là muốn ép mua ép bán. Diệp Vô Phong cười nói, đúng thế, nếu là tình huống bình thường thì giá thị trường của công ty mấy người phải đến 15 tỷ, nhưng mấy người không biết hiện tại đang trong thời kỳ đặc biệt sao? Hiện tại mấy người bán công ty đi nhìn xem ai dám thu mua. Lý thích vô cùng tự tin, người muốn thu mua đầy rẫy, anh cho là cả liêu tây này không ai đỏ mắt nhìn chúng tôi lũng đoạn thị trường ngành bảo vệ liêu tây sao. Bọn họ cũng muốn muốn chia một bát canh, nhưng luôn thất bại, biết tại sao không. Bởi vì công ty chính hòa chúng tôi đã hút chọn cái thị trường này ở Liêu Tây rồi, chúng tôi có được. Diệp vô phong khoát tay, tôi không muốn nghe mấy người quảng cáo, mấy người cứ trực tiếp nói với tôi là được, 3 tỷ đó có bán hay không. Bạch Nhạn phi nhíu lông mày, có chút giật mình nhìn Diệp Vô Phong, cô ấy làm bạn đi cùng Diệp Vô Phong tới, nhưng nghe anh nói thế cũng cảm thấy thật sự quá đáng. Một công ty trị giá 15 tỷ cứ thế bị ép xuống còn 3 tỷ, thế này thì đâu phải đàm phán, đây là đang đi cướp đó được không? Sắc mặt Lý Thích trầm xuống, mà Trịnh Phi thì cũng mím chặt môi. Lý Thích giận dữ nói, coi như tôi đã nhìn ra, hôm nay anh tới là muốn khiến chúng tôi không thoải mái chứ căn bản không phải có lòng muốn thu mua công ty chính hòa. Diệp vô phong tỏ vẻ không sao cả, anh nhầm rồi, chúng ta là đang bàn giá cả, nhưng nếu mấy người muốn bán công ty chính hòa với giá 15 tỷ thì vì sao tôi phải thu mua công ty của mấy người? Bản thân tôi tự bỏ 15 tỷ ra mua một công ty bảo vệ là được. Nói thật dễ nghe, anh cho là công ty bảo vệ dễ làm thế à? Nếu anh dám mở công ty này ở Liêu Tây, không cần tốn quá nhiều thời gian sẽ nhanh chóng đóng cửa, thậm chí còn không cần chúng tôi chèn ép. Lý Thích vô cùng hiểu tình huống hiện tại của Lưu Tây, cái ngành này có một công ty chính hòa là đủ rồi. Diệp vô phong cười chiêu tức, vậy sao? Tôi đây thật sự muốn thử một lần, vốn dĩ tôi định thu mua công ty mấy người, dù sao mấy người cũng tự biết bản thân hiện tại đã không thể khiến cho công ty chính hòa phát triển giống như trước đây. Tiếp theo đây nghiệp vụ của mấy người sẽ trượt dốc không phanh, tôi đây là đang muốn cứu mấy người, nhưng mấy người lại không tiếp nhận thì tôi chỉ có thể nhìn công ty của mấy người trực tiếp phá sản thôi. Lý Thích vẫn khinh thường nhìn Diệp Vô Phong, anh ta đương nhiên không tin Diệp Vô Phong có thể khiến công ty của bọn họ phá sản, cũng không tin Diệp Vô Phong có thể mở được một công ty bảo vệ. Dù sao bọn họ vô cùng hiểu tình hình hiện tại của Liêu Tây, tất cả xí nghiệp nhất định phải móc nối quan hệ với nhà họ Nguyên, mà bản thân Diệp Vô Phong lại là người đắc tội với nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên làm sao có thể cho Diệp Vô Phong mở công ty có móc nối quan hệ với nhà họ Nguyên được? Không bỏ đá xuống giếng đã là vô cùng nhân từ rồi. Diệp Vô Phong đứng lên, dẫn Bạch Nhạn Phi đi ra ngoài. Chờ sau khi hai người rời đi, Lý Thích và Trịnh Phi mới khinh thường nở nụ cười. Lý Thích nói, bọn họ thật sự cho rằng Liêu Tây dễ lăn lộn thế ư? Xem ra bọn họ đúng là đám người không có đầu óc, đánh nhau thì được chứ đối mặt với chuyện làm ăn kinh doanh thì không hiểu gì hết. Hoàn toàn không biết cũng không hiểu quy tắc của Liêu Tây. Cho nên chúng ta cứ nhìn bọn họ trật vật rời khỏi Liêu Tây là được rồi. Nếu chỉ dựa vào nắm đấm thì tuyệt đối không thể lớn mạnh tại Liêu Tây. Trịnh Phi vô cùng vui vẻ nói. Có điều chúng ta vẫn cần lớn tiếng kêu gọi những xí nghiệp khác, bảo bọn nó chú ý chút. Nếu nhìn thấy Diệp Vô Phong mở công ty thì cứ dẫm chết luôn là được. Lý thích đương nhiên sẽ không mềm lòng. Nếu Diệp Vô Phong muốn mở công ty, anh ta sẽ khiến cho công ty của Diệp Vô Phong phá sản. Diệp Vô Phong dẫn theo Bạch Nhạn Phi đi ra khỏi công ty Chính Hòa, Bạch Nhạn Phi thấy khó hiểu về hành vi của Diệp Vô Phong, cô ấy cho rằng tối hôm nay Diệp Vô Phong sẽ giành công ty Chính Hòa tới tay, nhưng thật không ngờ sau cùng lại thay đổi. Cô ấy tạm thời không biết Diệp Vô Phong nghĩ thế nào, nhưng cô ấy vẫn tin Diệp Vô Phong. Hiện tại cho bọn họ 3 tỷ mà bọn họ không cần, tôi đây sẽ chờ đến lúc khiến bọn họ phải chạy đến cầu xin tôi mua công ty vậy. Diệp Vô Phong cười khẩy. Bạch Nhạn Phi lại nhướng mày, nhưng anh cũng biết, hiện tại việc kinh doanh ở Liêu Tây hoàn toàn do nhà họ Nguyên nắm giữ, anh lại là tử địch của nhà họ Nguyên, anh muốn thuận lợi mở công ty bảo vệ ở đây, thật đúng là không dễ làm đâu. Diệp vô phong mỉm cười, yên tâm đi, có một số việc xét cho cùng vẫn nên thử một lần mới biết được, hơn nữa nhà họ Nguyên bọn họ thật sự lợi hại thế sao? Tôi cho rằng không phải, tôi đã bảo phong tử nghĩa giúp tôi liên hệ với một vài doanh nhân chính thống, bọn họ đều kinh doanh một vài thực nghiệp tuyệt đối không đụng vào những ngành nghề trái với pháp luật. Những người này vẫn luôn không phục nhà họ Nguyên, tuy rằng vẫn phải kinh doanh cẩn thận dưới chướng nhà họ Nguyên. Bạch Nhạn Phi sừng sốt, cô ấy thật không ngờ Diệp Vô Phong đã bắt đầu làm mấy chuyện đối nghịch với nhà họ Nguyên rồi. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, kế tiếp chính là bàn bạc với bọn họ, xây dựng một liên minh, nhanh chóng ép công ty chính hỏa đến bên bờ vực phá sản. Bạch Nhạn Phi nghe thấy mấy lời hung hăng càn quấy một cách trắng trợn này, trong bất chợt không khỏi có chút ngẩn người, bởi vì cô ấy biết, chỉ cần là lời Diệp Vô Phong nói thì anh nhất định sẽ thực hiện được. Vậy thì công ty chính hòa cũng nguy rồi. Bạch Nhạn Phi thật sự cảm thấy bi ai thay Lý Thích và Trịnh Phi, không rõ vì sao bọn họ phải đi trêu vào Diệp Vô Phong nữa. Đúng rồi, công ty bảo vệ sẽ dùng tên công ty vệ sĩ Long Kiếm của cô, do cô tới kinh doanh. Diệp Vô Phong nhìn Bạch Nhạn Phi bạch nhạn phi có chút giật mình ý của anh là trực tiếp để cho công ty vệ sĩ long kiếm lên võ đài với công ty chính hòa sao phải tôi không có quá nhiều kinh nghiệm đối với công ty bảo vệ cũng không biết phải kinh doanh nó như thế nào nhưng cô thì làm được tôi chỉ cần khiến công ty chính hòa sụp đổ là được tin chắc công ty vệ sĩ long kiếm có thể thành công quật khởi tại liêu tây diệp vô phong vẫn vô cùng có lòng tin vào bạch nhạn phi Bạch Nhạn Phi im lặng một lúc mới gật đầu, chỉ cần anh giải quyết công ty chính hòa thì tôi nhất định có thể đưa công ty vệ sĩ Long Kiếm trở thành công ty vệ sĩ lớn nhất Liêu Tây, tôi có lòng tin này. Diệp vô phong mỉm cười, cái tôi cần chính là sự tự tin của cô. Hai người về tới khách sạn nghỉ ngơi một đêm, Diệp vô phong liền chạy đến nhà phong tử nghĩa. Audio điện tử võ tấn bền chương 556, có muốn liên minh không? Vào lúc này, rất nhiều nhà xí nghiệp đã có mặt trong nhà phong tử nghĩa và ngồi nói chuyện phiếm mấy câu, tất cả đều đang thương lượng về sự phát triển của Liêu Tây sau này. Bọn họ thật sự là những người có năng lực, đều là những nhà xí nghiệp có kinh nghiệm dày dặn. Nên đương nhiên, họ có thể có những cái nhìn nhạy bén về sự biến hóa của thị trường, đầu tư vốn vào những ngành có thể thu về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, bản thân họ cũng có những quy tắc riêng, đó chính là họ sẽ tuyệt đối không đụng tay vào những ngành nghề trái pháp luật. Mà trên thực tế thì, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc họ không tiếp xúc quá nhiều với nhà họ Nguyên. Bởi vì đại đa số bên yêu cầu nhà họ Nguyên hỗ trợ đều là những ngành nghề không minh bạch. Mà mỗi năm, vào dịp nhà họ Nguyên mở họp bọn họ mới nhận được lời mời tới tham gia cuộc họp thôi. Diệp vô phong bước vào sân, phát hiện sân đã được sửa chữa xong từ lâu, mà lúc này, Lưu Hân Di và Phong Lệ Na đang bày biện vài cái bàn và ghế trong sân. Diệp Vô Phong đến khiến Lưu Hân Di vội quay đầu nhìn về phía phòng khách hô to một câu, lúc này, Phong Tử Nghĩa mới vội vàng chạy ra. "Chủ tịch Diệp, cuối cùng cậu cũng đã tới. Tôi đã làm theo lời cậu nói rồi đấy, kêu toàn bộ những người bạn bè mà tôi có thể liên lạc được tới đây." Trong đó có một số người tự quản lý đầu tư một mình, tuy họ cũng là một xí nghiệp, nhưng trên thực tế thì công ty không phải là quá lớn, cũng chỉ như món cơm ăn dăm bữa ở Liêu Tây mà thôi. Phong Tử Nghĩa chạy vội tới nói, Diệp Vô Phong nghe vậy thì gật đầu, chúng ta vào mời bọn họ ra ngoài đi. Diệp Vô Phong biết rõ độ rộng của phòng khách nhà Phong tử nghĩa thế nào, nó vốn không thể chứa đủ 30 người được, vậy nên để họ ra sân là thích hợp nhất. Mà những nhà xí nghiệp này cũng không để tâm đến những vấn đề nhỏ này, họ ngồi trên ghế, nhìn về phía Diệp Vô Phong với thái độ vô cùng tò mò. Bởi vì, bọn họ rất tò mò, không biết người dám đứng ra đối nghịch với nhà họ Nguyên trông sẽ như thế nào khi bọn họ nhìn thấy diệp vô phong xuất hiện với gương mặt trẻ tuổi kia thì ai nấy cũng giật mình ông phong ông đừng có lừa người như thế chứ ông nói thằng nhóc diệp vô phong này chính là người muốn đối đầu với nhà họ nguyên sao trần hâm giật mình hỏi tôi lừa ông để làm gì cơ chứ đây là chủ tịch công ty hoa cường diệp vô phong chính cậu ấy là người đã cứu tôi khỏi khách sạn cana cũng chính cậu ấy là người đuổi nguyên đạt tiêu cút ra khỏi nhà tôi phong tử nghĩa vỗ ngực đảm bảo Tất cả mọi người nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Diệp Vô Phong. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng hiện giờ thì sự thật đã bày ra trước mắt họ rồi. Chính cậu thanh niên trước mặt họ đây là người đã dọa Nguyên Đạt Tiêu sợ đến nỗi bỏ chạy. Diệp Vô Phong mỉm cười đáp, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp mọi người, tôi tin rất nhiều người ở đây không tin tôi có thể đấu tay đôi với nhà họ Nguyên. Nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người, công ty Hoa Cường tôi đây trước nay chưa từng sợ ai. Món bánh kem liêu tây này, tôi vốn đã định sẽ ăn sạch rồi, ngay cả Chúa giê cũng không thể giữ nó được. Có điều, tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau, tạo thành một khối liên minh vững chắc. Nếu anh Diệp đây đã tự tin vào bản thân như vậy rồi thì tại sao còn muốn liên minh với chúng tôi làm gì? Có phải bởi vì anh biết nếu để công ty Hoa Cường đơn độc một mình đấu với nhà họ Nguyên thì sẽ gặp bất lợi trước chăng? Ở một góc, Hoa Vĩ hút điếu xì gà, nét mặt cười khẩy. Phong Tử Nghĩa vội giải thích với Diệp Vô Phong, người tên Hoa Vĩ này tuy tính cách có phần quái gở, nhưng cậu ta đủ khả năng để chung thuyền với chúng ta. Hơn nữa, cậu ta thực sự là một người làm việc có nguyên tắc, cho nên cũng là một trong những người bạn của tôi. Vào chung chuyên ủng hộ nha. Diệp Vô Phong gật đầu, anh nhìn Hoa Vĩ, mỉm cười đáp, tôi muốn liên minh với mọi người, không phải vì muốn mọi người mang lại lợi ích cho tôi. Nếu thật sự không phải như cậu nói, Vậy thì tại sao cậu lại muốn thành lập liên minh giữa chúng ta? Ngay cả Trần Hâm cũng tò mò lên tiếng. Mục đích thành lập liên minh giữa các thương nghiệp thực chất là để giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, khi gặp khó khăn thì sẽ cùng nhau hỗ trợ giải quyết vấn đề. Vậy mà hiện giờ Diệp Vô Phong lại nói ra những lời này, chẳng phải là đem ý nghĩa của liên minh doanh nghiệp vứt bỏ đó sao? Đã vậy thì còn lý do quan trọng gì để tiếp tục chuyện liên minh này đâu? Diệp Vô Phong thản nhiên đáp, "Sở dĩ tôi muốn tạo khối liên minh với các người là vì không muốn tương lai khi công ty Hoa Cường thật sự đối đầu với Liêu Tây sẽ vô tình làm tổn hại đến các người." Ha ha ha, Hoa Vĩ giống như là nghe được một câu chuyện cười, anh ta cười vui vẻ sảng khoái vô cùng. Có điều, những người còn lại lại bày ra nét mặt có phần khó chịu. Suy cho cùng thì câu nói này thật sự quá kiêu ngạo, muốn thành lập khối liên minh với bọn họ không phải vì muốn bọn họ giúp đỡ hay hỗ trợ gì mà là vì không muốn tương lai vô tình làm tổn hại đến họ. Điều này có nghĩa việc tạo mối liên minh này là do Diệp Vô Phong muốn bố thí cho bọn họ. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy không hài lòng. Nhưng Hoa Vĩ lại khẽ gật đầu, nét mặt vô cùng đồng tình, đáp lại: "Tôi thừa nhận, tôi thật sự bị cám dỗ bởi lời nói vừa rồi của anh, công ty Hoa Cường đúng thật là có đủ năng lực để tự tin nói ra lời này, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải ở Liêu Đông, còn nơi đây là Liêu Tây, là thiên hạ của nhà họ Nguyên." Diệp Vô Phong khẽ nhún vai, nói: "Vậy sao? Vậy thì càng phải vượt nhà họ Nguyên." Mọi người ai nấy đều ồ lên, lời nói kiêu ngạo kiểu này thực sự đã làm thay đổi quan niệm của bọn họ. Sao lại có người có thể kiêu ngạo đến mức đó chứ? Ba câu không câu nào là không đề cập đến việc muốn làm nhà họ Nguyên sụp đổ. Phải biết rằng ở Liêu Tây này, sự tồn tại của nhà họ Nguyên hệt như một đỉnh núi. Dù là dạng doanh nghiệp gì cũng phải dựa vào nhà họ Nguyên để được tồn tại doanh nghiệp nào không được nhà họ Nguyên chiếu cố thì sẽ bị các doanh nghiệp khác chèn ép, đến cuối cùng không còn đường lui nữa sẽ đi vào bước đường phá sản. Mà hiện tại, Diệp Vô Phong lại nói với bọn họ chỉ cần đi theo Diệp Vô Phong là có thể lật đổ vương triều nhà họ Nguyên này, mà loại chuyện này sao có thể làm được chứ? Mà bọn họ, những người với doanh nghiệp ở Liêu Tây này đến xem vốn chẳng để tâm lắm. Diệp Vô Phong biết bọn họ không tin, vì thế chỉ vui vẻ cười đáp, khả năng các người vẫn chưa biết chuyện tôi làm sau khi bước chân vào Liêu Tây này. Phá hủy hôn lễ của Nguyên Đông Thành, lúc ấy Nguyên Húc cũng có mặt ở đó, kết quả đến một quả rắm cũng không dám đánh. Chuyện này tất cả mọi người đều đã nghe qua, lúc trước Diệp Vô Phong đã một mình cứu cả nhà Phong Tử Nghĩa, đây thật sự là một cú vả thẳng mặt vào nhà họ Nguyên. Tuy rằng Nguyên Húc chỉ điều hành một chi nhánh của nhà họ Nguyên, không phải người được thừa kế, cái gọi là người được thừa kế chính là những nhân tài được nhà họ Nguyên bồi dưỡng để tương lai có thể tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Nguyên. Ở nhà họ Nguyên, địa vị của người được thừa kế là cực kỳ cao. Mà những người không phải là người thừa kế sẽ ít tiếng nói hơn rất nhiều, nhưng dù vậy thì ông ta cũng là một thành viên nhà họ Nguyên. Đắc tội với thành viên nhà họ Nguyên thì cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với nhà họ Nguyên, ở Liêu Tây này chắc chắn phải hiểu rõ. Vậy mà hiện giờ Diệp Vô Phong vẫn sống yên ổn như cũ mà bên nhà họ Nguyên dường như đã quên luôn chuyện này, hoàn toàn buông tha Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tiếp tục nói, tôi sắp thành công dẹp bỏ công ty chính hòa đến nơi rồi, khoảng mấy ngày nữa mọi người sẽ được nhìn thấy các loại tin tức của công ty chính hòa này. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Vô Phong bằng nét mặt nghi hoặc, bọn họ tất nhiên không tin Diệp Vô Phong, nhưng nhìn Diệp Vô Phong tràn đầy tự tin như vậy, trong lòng họ ít nhiều cũng có sự mong chờ. Hiện tại, đứa con trai đang nằm trong bệnh viện của chu tinh cũng là do tôi đánh mọi người thử nói xem nếu tôi thực sự là một người không có thực lực thì tôi có dám làm ra mấy chuyện này không diệp vô phong liếc mắt nhìn mọi người một cái sau khi nói ra những chuyện này dường như đã khiến tất cả mọi người phải sững sờ bọn họ cúi đầu trầm mặc căn bản là không dám đối diện thẳng đôi mắt của diệp vô phong ngoại trừ hoa vĩ hoa vĩ nghe được những điều diệp vô phong nói nụ cười trên mặt càng sán lạn trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, dường như muốn nói những việc Diệp Vô Phong làm khiến anh ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chương 557, mở công ty đối diện. Cuối cùng, thời điểm tất cả mọi người không còn tỏ thái độ nữa, Hoa Vĩ là người đầu tiên tán thành đề nghị liên minh của Diệp Vô Phong. Tuy Hoa Vĩ tôi đây chẳng có bản lĩnh gì, nhưng trước nay nhìn người rất chuẩn. Chưa kể, tính cách của chủ tịch Diệp cũng rất hợp khẩu vì tôi, cái gì cần làm thì làm thôi. Đàn ông đích thực lề mề chậm chạp còn ra thể thống gì nữa? Hoa Vĩ là người đầu tiên đồng ý chuyện liên minh, mà đương nhiên, khi đã có người chịu đứng ra lên tiếng rồi thì các nhà xí nghiệp khác tất nhiên sẽ dần bị công phá phòng tuyến tâm lý. Đặc biệt là khi Phong Tử Nghĩa vẫn đứng bên cạnh họ đây, chưa kể, cuộc họp này cũng do Phong Tử Nghĩa cử hành, mà bọn họ trước giờ luôn tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm của Phong Tử Nghĩa. Phong Tử Nghĩa gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến giờ ông vẫn luôn là con người sòng phẳng, là một người cực kỳ chính trực, và tất nhiên, bọn họ vô cùng nể phục ông ở điểm này. Bởi bọn họ đều hiểu, người làm về buôn bán được mấy ai chân chính sòng phẳng đâu, nhưng mà, Phong Tử Nghĩa lại là người như vậy. Cuối cùng, liên minh được thành lập, còn Diệp Vô Phong thì nở nụ cười tươi giói trên mặt. Liên minh đã được thành lập xong, vậy việc cần làm tiếp theo chính là ra tay với công ty chính hòa. Công ty Bảo An Long Kiếm đăng ký vào ngày hôm sau, về phần công ty có vị trí đối diện công ty chính hòa, là một tòa cao ốc, tuy chỉ thuê tầng 1 và tầng 2, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thời điểm cắt băng khánh thành công ty, Lý Thích và Trịnh Phi chỉ đứng trước cửa công ty bọn họ nhìn rồi lạnh lùng cười. Công ty bọn họ còn muốn cắt băng khánh thành sao, tôi thật sự không thể hiểu nổi, ở Liêu Tây này bọn họ có thể mời ai về làm việc cùng được chứ? Thật đúng là chả có tí hiểu biết nào, Lý Thích cười nhạo nói. Ai biết được, có thể là Diệp Vô Phong đích thân tới cắt băng, cũng chỉ là cấp trên của công ty cùng nhau cắt băng khánh thành." Trịnh Phi nhún nhún vai. "Có điều anh ta thật sự biết rõ, Diệp Vô Phong đúng là quá độc ác, vậy mà lại ngang nhiên mở công ty đối diện công ty họ, đây chẳng phải là đang tuyên bố muốn đối đầu trực diện với bọn họ sao?" "Có điều, cũng không thử nhìn xem công ty bọn họ đã kinh doanh ở Liêu Tây này bao nhiêu năm. Công ty bọn họ đã là một công ty bảo an lâu đời, chưa kể danh tiếng bên ngoài cũng đã vang xa." không cần phải quảng bá nhiều người khác cũng đủ biết đến công ty chính hòa của bọn họ. Tuy nhiên, công ty Bảo An Long Kiếm thì hoàn toàn khác. Công ty này đúng thật là vô cùng nổi tiếng ở Liêu Đông, nhưng ở Liêu Tây này thì không ai biết. Giao cản địa lý chính là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tôi rất muốn xem thử xem bọn họ còn tự rước nhục đến mức nào nữa, cắt băng Khánh Thành chỉ có mỗi ông chủ công ty tham gia. Lý Thích nói với vẻ khinh thường. Có điều, ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe dừng trước cửa công ty Bảo An Long Kiếm, người xuống xe chính là Phong Tử Nghĩa. Lúc này, tuy Phong Tử Nghĩa đã bán hết cổ phần ông sở hữu, nhưng trên thực tế thì hiện tại công ty vẫn do Phong Tử Nghĩa đứng tên. "Hừ, xem ra Phong Tử Nghĩa thật sự muốn xé rách mối quan hệ với nhà họ Nguyên, ông ta dám ra mặt ủng hộ Diệp Vô Phong, đợi sau khi Diệp Vô Phong bị nhà họ Nguyên hành chết, tôi thật sự rất muốn biết ông ta sẽ làm thế nào đấy." Lý Thích nói với giọng khinh thường. Nhưng ngay lúc này, những nhà xí nghiệp cùng thực hiện việc liên minh đều thi nhau tới trước cửa công ty bảo an Long Kiếm. Lý thích bĩu môi, bọn họ cũng đâu còn chỗ nào để dựa vào nữa đâu, nhà họ Nguyên đã không vừa mắt họ, vẫn đang tính toán để bọn họ nhanh cút đi, giờ cuối cùng cũng có lý do để ra tay rồi. Bọn họ đây là đang tự tìm cho mình một đường chết. Đột nhiên, một chiếc Volkswagen đen đậu trước cửa công ty bảo an Long Kiếm, một người bước từ bên trong ra. Mà người bất ngờ xuất hiện này ngay tức khắc khiến họ phải chừng mắt nhìn. Có chuyện quái gì xảy ra vậy? Tại sao Cục trưởng Cục Cảnh sát lại tới tham gia mấy hoạt động kiểu này chứ? Người mới tới chính là Đỗ Nguyên Tân, ông ta xuất hiện trong bộ quần áo thường ngày. Hôm nay vừa đúng ngày ông ta được nghỉ, lại nghe nói Diệp Vô Phong mở một công ty ở Liêu Tây, nên vội chạy tới muốn giữ thể diện. Vì sao cùng ông ta biết rõ? công ty này có khả năng chính là cục hồng thuẫn giúp Diệp vô phong đối đầu trực diện với nhà họ Nguyên. Hiện giờ Đỗ Nguyên Tân đã hoàn toàn nghiêng về phía Diệp vô phong. Trên thực tế thì cũng chỉ là nghiêng về người đứng đầu thôi, vì dù gì ông ta cũng là người hiểu định luật, cục hồng thuẫn là phải nghe theo chỉ dẫn của người lãnh đạo tối cao. Nhìn cửa công ty bảo an long kiếm, Đỗ Nguyên Tân cảm khái, xem ra, những ngày êm ấm của nhà họ Nguyên này sắp kết thúc rồi. Cục trưởng Đỗ, thật không ngờ hôm nay ngài cũng có thời gian tới đây đấy. Diệp vô phong mỉm cười nói. Đỗ Nguyên Tân đã đích thân tới đây, ông ta cho anh mặt mũi như vậy thì đương nhiên anh cũng phải khách sáo một chút. Tuy anh biết rõ Đỗ Nguyên Tân tới đây là vì cục hồng thuẫn, chứ không phải là vì công ty Hoa Cường. Nhưng như vậy đã là đủ rồi. Sau Đỗ Nguyên Tân, lại có thêm vài chiếc xe bên chính phủ đi tới rừng trước cửa công ty Bảo An Long Kiếm, nhất thời, cửa công ty ngập tràn những tiếng cười đùa, nơi nơi đều là âm thanh của những người nói chuyện phiếm. Phong tử nghĩa đứng một bên, ban đầu ông ta vẫn tưởng rằng những người tới đây đã giữ thể diện cho Diệp vô phong lắm rồi, nhưng thật không ngờ, bọn họ chỉ là một trong số những nhân vật nhỏ. Nhân vật tai to mặt lớn thật sự đứng trước mặt này khiến bọn họ đến xì hơi còn không dám. Phải biết rằng những người này chính là đại diện cho toàn bộ chính phủ Liêu Tây, nói cách khác, họ chỉ cần nói bừa một câu cũng khiến thế cục của Liêu Tây thay đổi hoàn toàn có thể nói, thêm sự hiện diện của những người này cũng đủ để khiến nhà họ Nguyên khó giải quyết. Diệp Vô Phong có thể mời được nhiều nhân vật tầm cỡ bên phía chính phủ gọi tới đây lại càng khiến nhóm người liên minh Phong tử nghĩa thêm tin tưởng anh. Xem ra bọn họ vẫn quá coi thường Diệp Vô Phong rồi. Công ty bảo an Long Kiếm chính thức khai trương, chỉ một thời gian ngắn đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, có điều công ty bảo an vẫn là một điều tương đối xa lạ với họ. Đúng lúc này, mấy ông chủ đi vào công ty chính hòa, nhìn thấy hai người Lý Thích đang đứng ở cửa, khuôn mặt tức khắc trưng lên nụ cười. Chu Hoa Tăng đứng trong số đó tò mò hỏi, Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Trịnh, hai người bị sao vậy? Lý Thích nở nụ cười, anh ta biết công việc buôn bán của mình lại tiếp tục, những người này tới ký hợp đồng. Chỉ là xem mấy vở hài kịch thôi mà, Lý Thích cười nhạo nói. Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Phong, đến lúc nhìn thấy tên công ty, bọn họ lập tức nở nụ cười. Xem ra là có người muốn đối đầu với các người, Chu Hoa Tăng tươi cười. Lý Thích nói với giọng khinh thường, muốn đối đầu trực diện với công ty chúng tôi ấy hả? Bọn họ xứng sao? Trịnh Phi thì nhìn mấy người Chu Hoa Tăng nở nụ cười, nói, đi thôi, chúng ta lên trên nói chuyện tiếp đi, mấy ông chủ đây là muốn gia hạn hợp đồng đúng không? Mấy người đều gật gật đầu, Bọn họ tương đối hài lòng với cơ sở an ninh và nhân viên của công ty Chính Hòa. Có điều, ngay lúc này, vài chiếc xe lại tiếp tục xuất hiện trước cửa công ty Chính Hòa. Nụ cười trên mặt Lý Thích càng sáng lạn hơn, hôm nay đúng là ngày tốt, nhiều người tới thuê bảo an cùng một lúc như vậy, có thể kiếm được kha khá đó chứ. Nhưng ngay lúc khuôn mặt vẫn còn nụ cười tươi gió hiện hữu đó thì mấy người tới sau vội vàng phóng tới chỗ bọn họ. Khi đã đến trước mặt Lý Thích và Trịnh Phi thì lôi ra một tờ giấy. Lý Thích, Trịnh Phi, công ty chính hòa của các người có hành vi trốn thuế lậu thuế, hãy cùng chúng tôi về đồn một chuyến. Người vừa tới lạnh nhạt nói. Lý Thích và tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn to te, lúc này bọn họ mới hiểu ra, hóa ra những người này chính là người của cục thuế vụ. chương 558, người nhà họ Chu. Chu Hoa Tăng ngạc nhiên nhìn về phía hai người Lý Thích, lúc này Trịnh Phi vội chạy tới giải thích, có phải mấy người đã hiểu lầm gì đó rồi không? chúng tôi có nộp thuế đầy đủ mà, tôi tin chắc là có nhầm lẫn ở đâu đó rồi, chúng tôi có thể đi theo mấy anh, nhưng chuyện này nếu chưa điều tra rõ ràng thì xin đừng nói chúng tôi trốn thuế lậu thuế như vậy. Mấy người bên cục thuế vụ đều dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Trịnh Phi. Về phía Trịnh Phi và Lý Thích, sau khi gửi một tin nhắn cho thư ký thì họ lập tức đi theo người của cục thuế vụ. Mấy người chu hoa tang kinh ngạc chố mắt nhìn xe chở hai người Lý Thích đi xa, cuối cùng thì ngây ra không biết phải làm thế nào. Chu tử đồng từ trên xe đi xuống, nhìn Chu Hoa Tăng nói, bác ba, tôi thấy hay là bác thử sang công ty bảo an mới kia hỏi thử xem thế nào, đằng nào thì cũng mất công tới đây rồi. Mọi người cảm thấy lời Chu tử đồng nói cũng có lý, vì thế lại thi nhau đi về phía công ty bảo an long kiếm kia. Chu tử đồng khẽ mỉm cười, tiếp tục trở lại ghế lái của mình chờ đợi. Quyền lực và danh vọng tiềm ẩn. Ngay ngày đầu tiên đã có được hợp đồng làm ăn, chuyện tốt thế này thực sự đã xảy ra, điều này khiến Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi vô cùng vui vẻ, và đương nhiên, họ đã giảm giá cho mấy ông chủ này. Chu Hoa Tang, Tổng Giám Đốc Chu Thị của người nhà họ Chu, Diệp Vô Phong hỏi với nét mặt nghi hoặc. Đúng vậy, tôi là người cầm quyền của nhà họ Chu, có chuyện gì không? Chu Hoa Tang tò mò nhìn anh. Diệp Vô Phong mỉm cười đáp, chỉ là trước giờ tôi vẫn luôn nghe những sự thích về ông, nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt. Hiện giờ được gặp ông rồi, quả nhiên là người phong độ hiên ngang. Cậu đã từng nghe qua về tôi sao?" Chu Hoa Tang có hơi tò mò hỏi, vì dù gì ở Liêu Tây này ông ta cũng không quá nổi tiếng, mà nhà họ Chu ở Liêu Tây cũng chẳng phải một gia tộc lớn. Vậy nên không có khả năng nghe về ông ta hay những chuyện của ông ta qua truyền thông hoặc tin tức bên ngoài. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, "Thú thực thì tôi có một người bạn là người nhà họ Chu, tôi biết chuyện về ông là qua anh ta." Lúc này Chu Hoa Tang mới khẽ gật đầu, "Như tôi nói đấy, chuyện của tôi cũng không quá nổi tiếng." cậu có thể biết về tôi đại khái là do một người nhà họ Chu nói sao? Diệp vô phong cười đáp, đúng vậy, hơn nữa quan hệ giữa tôi và người bạn đó cũng không tồi. Chu Hoa Tăng có hơi nghi hoặc, ông ta đang định mở lời dò hỏi thêm thì Đỗ Nguyên Tân đứng một bên lại đi tới, nhìn Chu Hoa Tăng, nói, thì ra là Tổng Giám Đốc Chu, hôm nay Tổng Giám Đốc Chu thì tới thuê vệ sĩ sao? Vừa rồi Chu Hoa Tăng không để ý nên không biết Đỗ Nguyên Tân cũng có mặt trong công ty này, Vậy nên khi thấy ông ta xuất hiện thì hơi giật mình. Thời điểm Chu Hoa Tang bước vào nơi này, Bạch Nhạn Phi đã mời những người tới tham gia cắt băng khánh thành vào phòng khách công ty, nên Chu Hoa Tang không biết trong công ty này rốt cuộc có sự hiện diện của bao nhiêu nhân vật tầm cỡ bên phía chính phủ. Sau khi Chu Hoa Tang thấy sự xuất hiện của Đỗ Nguyên Tân, ông ta lập tức cảm thấy bản thân tới đây là lựa chọn hoàn toàn đúng. Đến Đỗ Nguyên Tân cũng tới tham gia lễ cắt băng khánh thành, như vậy cũng đủ hiểu bối cảnh của ông chủ nơi này vô cùng lớn mạnh. Mà nói như vậy, ông ta thuê vệ sĩ ở đây, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, ông ta hoàn toàn có thể tới tìm Bạch Nhạn Phi và Diệp Vô Phong. Điều quan trọng nhất chính là, như vậy có thể nâng tầm mối quan hệ giữa bọn họ. Nhà họ chu bọn họ chỉ là một gia tộc nhỏ, có thể tồn tại ở cái liêu tây này là nhờ sự bố thí từ nhà họ Nguyên. Tuy nhiên, nếu có thể tạo dựng mối quan hệ với người bên chính phủ như Đỗ Nguyên Tân thì ít nhiều cũng sẽ giảm bớt áp lực cho nhà họ Chu. Hiện giờ nhà họ Chu đang bị rất nhiều gia tộc khác dòm ngó, dường như họ chỉ chờ đến khi nhà họ Chu phạm sai lầm, không được nhà họ Nguyên bảo hộ nữa thì sẽ lập tức ra tay nuốt gọn nhà họ Chu. Trong đó bao gồm cả doanh nghiệp Chu Tinh. Tuy cùng là họ Chu như nhau, nhưng sự tàn nhẫn thâm hiểm lại không hề thua gì các gia tộc khác. Nhất định nhắm vào nhà họ Chu, tìm mọi cách để nuốt gọn nhà họ Chu. Cục trưởng, ông cũng ở đây sao, thật không ngờ lại trùng hợp vậy đấy ông tới tìm ông chủ có chuyện gì hả chu hoa tang đứng lên mỉm cười nói cũng không phải vấn đề gì to tát lắm chỉ là muốn giới thiệu diệp vô phong với mấy người bạn bên chính phủ thôi đỗ nguyên tân vui vẻ mỉm cười đáp chu hoa tang có hơi giật mình ông ta cứ tưởng có mình đỗ nguyên tân tới thật không ngờ còn dẫn theo nhiều người tới vậy nữa xem ra người tên diệp vô phong này chắn chắn là người rất có địa vị tuy nhiên rất nhanh sau đó ông ta đã phản ứng lại ông ta nhìn diệp vô phong mở miệng nói cậu tên diệp vô phong đúng vậy chẳng lẽ ông quen tôi sao diệp vô phong tò mò hỏi lại chu hoa tăng cười khổ sao tôi có thể không biết được những chuyện cậu làm ở liêu tây này khiến toàn bộ gia tộc ở liêu tây đều phải cảm khái diệp vô phong cười ha hả tôi lại nghĩ có lẽ họ cười nhạo tôi mới đúng vì dù gì tôi làm vậy cũng là đắc tội với nhà họ nguyên mà trong mắt bọn họ tôi chỉ là một thằng nhóc tự tìm đường chết mà thôi khuôn mặt Chu Hoa Tan ngượng ngùng thấy rõ, thật sự là như thế, mỗi khi ông ta và người của những gia tộc khác nói chuyện phiếm với nhau, tất cả mọi người đều cười nhạo Diệp Vô Phong không biết tự lượng sức mình, cảm thấy Diệp Vô Phong chỉ đang ra oai với thiên hạ mà thôi. Tất cả đều đồng lòng suy đoán xem khi nào Diệp Vô Phong sẽ bị nhà họ Nguyên phái người đi xử lý. Nhưng mà hiện tại đây, Diệp Vô Phong vẫn sống tự do tự tại, chưa kể nếu không phải hôm nay ông ta vô tình tới đây thì có lẽ vẫn sẽ không biết Diệp Vô Phong còn thong thả mở công ty bảo an. Chưa hết, lại còn quen biết với cả Đỗ Nguyên Tân và rất nhiều thành viên bên phía chính phủ. Với tình huống này thì, dường như Diệp Vô Phong không phải là kiểu người không nơi nương tựa lắm. Nhưng mà theo quan điểm của Chu Hoa Tăng, dù có quen biết với Đỗ Nguyên Tân thật đi chăng nữa thì, nếu nhà họ Nguyên thực sự ra tay, kết quả cuối cùng vẫn là Diệp Vô Phong sẽ chết thảm ở Liêu Tây này vậy nên ông ta nói qua loa với Diệp Vô Phong hai câu thì lập tức chào tạm biệt. Diệp Vô Phong nhìn Đỗ Nguyên Tân, Đỗ Nguyên Tân vẫn đáp lại bằng nét mặt tươi cười, thật không ngờ tên tuổi của cậu lại vang dội như vậy đấy, một cái tên thôi mà có thể dọa chu hoa tang chạy vội. Diệp Vô Phong cũng vô cùng bất lực, đáp lại, dẫu sao thì tôi cũng đã đắc tội với nhà họ Nguyên rồi. Mà ở Liêu Tây này vị thế nhà họ Nguyên thế nào bọn họ đương nhiên hiểu rõ. Cho dù kẻ như tôi đã có ông chống đỡ, nhưng vẫn không có cách nào tồn tại trong tay nhà họ Nguyên như cũ. Đỗ Nguyên Tân cười nhạo, đều là ánh mắt của mấy kẻ thiển cận, bọn họ đâu có biết thân phận thật sự của cậu đâu. Bọn họ chỉ nghĩ cậu là chủ tịch công ty Hoa Cường. Sông Mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó, tóm lại là cứ cho rằng cậu bị nhà họ Nguyên tóm gọn, mà lại không biết thân phận của cậu trong cục hồng thuẫn. Diệp vô phong cũng cười đáp, cái này cũng không thể trách họ được, dẫu sao thì họ làm gì nắm được thông tin nội bộ như ông bởi vì ông làm bên chính phủ nên mới biết tôi là đại diện của cục hồng thuẫn đỗ nguyên tân gãi gãi đầu xấu hổ cười diệp vô phong đi về phía phòng khách mà thôi bỏ đi dù sao thì nhiệm vụ mà cục hồng thuẫn giao cho tôi cũng sắp bắt đầu rồi không bao lâu nữa du kinh hồng sẽ đưa đội ngũ của mình tới đây đỗ nguyên tân giật mình nhìn diệp vô phong nói du kinh hồng mà cậu nói tới là là đội trưởng cục hồng thuẫn một cô gái vô cùng xinh đẹp diệp vô phong cười he he Đỗ Nguyên Tân đã xem nhẹ nửa câu sau của anh, chỉ với thân phận đội trưởng Cục Hồng Thuẫn đã đủ khiến ông ta hoảng sợ rồi, có điều, ông ta lại không biết Diệp Vô Phong muốn nhấn nhá trọng điểm ở nửa câu sau. Sau khi đi vào phòng khách, anh phát hiện hầu hết các nhân viên chính phủ đều đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Bạch Nhạn Phi, chỉ có hai nhân viên chính phủ trong số đó là ngồi nghiêm túc. Đỗ Nguyên Tân chỉ vào hai người đó, một người đeo kính đen, diện mạo nhã nhặn, cỡ tuổi trung niên, tổng thư ký Lương Trấn Vũ, phụ trách sắp xếp toàn bộ hành trình của lãnh đạo, cũng là người truyền đạt mệnh lệnh tối cao của lãnh đạo. Chương 559, cựu chiến binh. Diệp Vô Phong gật đầu, đi đến trước mặt Lương Chấn Vũ, mỉm cười đưa tay ra, "Xin chào, tôi là chủ tịch của công ty Hoa Cường, Diệp Vô Phong." Lương Chấn Vũ chỉ lạnh nhạt nhìn Diệp Vô Phong, "Thật sao? Nếu chỉ là ông chủ của công ty Hoa Cường, tôi nghĩ mình không nên ở đây." Diệp Vô Phong nhíu mày, vẻ mặt của người này chẳng vui vẻ gì. Giống như anh đã nợ ông ta mấy trăm vạn không bằng. Nhưng anh vẫn tiếp tục mỉm cười, vậy xin lỗi, tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa, tôi là thành viên của Cục Hồng Thuẫn, người phụ trách nhiệm vụ tạm thời ở Liêu Tây. Lúc này Lương Trấn Vũ mới nhìn thẳng Diệp Vô Phong, nhưng ông ta vẫn không đứng lên, chỉ thờ ơ nói, thành viên của Cục Hồng Thuẫn sao? Đúng là thân phận tôn quý. Diệp Vô Phong nghi ngờ, có vẻ như người này không hợp với mình lắm, cũng không biết ông ta muốn làm gì anh muốn biết tại sao lương trấn vũ lại đối xử với mình bằng thái độ như vậy rõ ràng thái độ này là không đúng cho tôi hỏi ông lương trấn vũ trước đây tôi có chọc tức gì ông không diệp vô phong hỏi lương trấn vũ lắc đầu đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt diệp vô phong lại hỏi nếu là như vậy tại sao ông lại đối xử với tôi như thế giống như tôi đã nợ tiền ông vậy tính cách thẳng thắn này khiến người phía chính phủ xung quanh đều kinh ngạc bọn họ biết người có địa vị cao nhất ở đây chính là Lương Trấn Vũ. Khi nhìn thấy biểu hiện lúc đó của Lương Trấn Vũ, bọn họ đã biết chuyện này không hề đơn giản. Bây giờ vừa thấy quả nhiên không hề đơn giản, rõ ràng Lương Trấn Vũ không đến đây để chúc mừng mà đến đây để phá ư. Nhưng không nên chứ, nếu là đến đây để phá thì sẽ không đến. Hơn nữa Lương Trấn Vũ đại diện cho lãnh đạo của Liêu Tây, nếu Lương Trấn Vũ đã đối xử với Diệp vô phong như vậy thì chẳng phải nói thái độ của lãnh đạo Liêu Tây cũng như vậy ư. Lương Chấn Vũ lắc đầu, "Không có gì, tôi nhớ rằng cậu ỷ mình là thành viên của cục Hồng Thuẫn mà đã làm nhiều việc trái pháp luật, sao lại không có ai tố cáo cậu nhỉ?" Diệp Vô Phong hơi kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra, anh đã làm chuyện phạm pháp khi nào? Tất cả những gì anh làm là vì lợi ích của nhân dân, và đó hoàn toàn là việc chính nghĩa. Lương Chấn Vũ nhìn vẻ mặt vô tội của Diệp Vô Phong, lập tức chế nhạo, xem ra cậu vẫn còn muốn ngụy biệt, diễn xuất của những người như cậu tôi đã thấy nhiều rồi. Điều này càng thêm oan uổng, bởi vì Diệp Vô Phong biết mình không hề diễn kịch, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, cũng không biết Lương Trấn Vũ đã nhìn thấy hoặc đã nghe thấy cái gì mới định nghĩa anh thế này. Mặc dù tôi không biết ông nghe nói về tôi như vậy từ đâu, nhưng một người tùy tiện kết luận người khác như ông, hơn nữa không phải do chính mình quan sát mà lại thông qua lời kể của người khác lại có thể trở thành trưởng thư ký thì tôi thật sự thấy buồn thay cho lãnh đạo của Liêu Tây diệp vô phong chỉ có thể bất lực nhìn lương trấn vũ rồi nói ra những lời từ tận đáy lòng mình lúc này tất cả các thành viên phía chính phủ đều tái mặt hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa lương trấn vũ và diệp vô phong nhưng đỗ miên tân là người phản ứng nhanh nhất và liên hệ với mối quan hệ gia đình của lương trấn vũ đột nhiên ông ta hiểu ra tại sao lương trấn vũ lại có ấn tượng xấu với diệp vô phong như vậy hoàn toàn bị người khác phỉ báng mà sau khi Lương Trấn Vũ nghe Diệp Vô Phong nói xong, ông ta bật dậy khỏi ghế, sắc mặt u ám, câm miệng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một thành viên của Cục Hồng Thuẫn lại chẳng phân biệt được thị phi, thay đen đổi trắng như vậy. Xem ra người của Cục Hồng Thuẫn không phải tất cả đều vì quốc gia mà hiến dâng mạng sống của mình. Diệp Vô Phong cười lớn nói, ông nói rất đúng đấy, tôi cũng không muốn vì Trung Hoa hiến dâng mạng sống của mình, tôi chỉ muốn kính dâng mạng sống của mình cho vợ tôi mà thôi. Lương Trấn Vũ nghiến răng, đúng là láo sược, một người phụ nữ mà có thể so với Trung Hoa ư. Diệp vô phong khinh thường nói, ngay cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được mà còn bày đặt nói bảo vệ quốc gia ư. Tôi thật sự không tin, có lẽ đi làm hán gian còn được chăng? Lương Trấn Vũ tức giận đến mức không thở nổi nhưng vẫn chỉ tay vào Diệp vô phong đầy tức giận. Diệp vô phong lại lạnh nhạt khoát tay, ở đây tôi không hoan nghênh ông, ông có thể đi được rồi. Cuối cùng Lương Trấn Vũ giận dữ rời khỏi công ty vệ sĩ Long Kiếm, lúc này các thành viên chính phủ đều không biết phải làm sao. Lương Chấn Vũ đại diện cho lãnh đạo của Lưu Tây, còn Diệp Vô Phong cũng có lai lịch rất lớn. Bọn họ thật khó lựa chọn. Lúc này Diệp Vô Phong cũng khoát tay, tôi sẽ không làm khó mọi người, chúng ta đều quen biết nhau, vậy mọi người muốn làm gì thì hãy làm đi. Một số người nhanh chóng đi ra ngoài, còn một số người ở lại. Ngoài Lương Trấn Vũ ra, còn có một người khác đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Diệp Vô Phong tò mò nhìn người này. Lúc này Đỗ Nguyên Tân mới nhanh chóng giới thiệu, "Vị này là cựu chiến binh của chúng ta, đã cống hiến rất lớn cho công cuộc giải phóng đất nước trong chiến tranh. Lúc tôi nói với ông ấy về chuyện đến đây thì ông ấy nói muốn làm quen với người của cục Hồng Thuẫn nên tôi đã dẫn ông ấy đến đây. Thật sự xin lỗi." Diệp Vô Phong gật đầu, "Tôi biết rồi, tôi rất tôn kính những cựu chiến binh." Nhưng anh lại rất tò mò, nếu ông ấy đến để gặp anh, vậy tại sao khi anh đứng trước mặt mà ánh mắt của ông ấy lại vô hồn như vậy? Đỗ Nguyên Tân lúng túng nói, đôi mắt của lão Kỳ đã bị thương trong trận chiến và bị mù rồi. Diệp Vô Phong đành gật đầu, chỉ có thể tiếp nhận tình huống này rồi ngồi ở bên cạnh lão Kỳ nói, "Bác à, cháu là thành viên của cục Hồng Thuẫn, nếu bác muốn tìm cháu thì giờ cháu đang ở đây rồi." Lão Kỳ gật đầu, đưa tay ra sờ lên khuôn mặt của Diệp Vô Phong sau đó vui vẻ nói, cuối cùng thì tôi cũng sợ được rồi. Lúc trước người anh em của tôi sau khi vào cục Hồng Thuẫn đã nói sẽ để tôi sở dấu hiệu của cục Hồng Thuẫn, nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn sờ mặt anh ấy. Diệp vô phong không từ chối hành động này, anh cũng đã cảm nhận được lòng bàn tay của ông lão có vết chai rất dày, vết chai mà chỉ có cầm súng lâu mới có thể hình thành. Đây là một cựu chiến binh. Lão kỳ cười nói, nhưng sau khi người anh em kia vào cục Hồng Thuẫn đã không quay về nữa, Nghe nói là nhiệm vụ lần đầu tiên rất gian khổ, đã chết rất nhiều thành viên. Người của Cục Hồng Thuẫn đã đưa cho tôi một chiếc đồng hồ bỏ túi. Diệp vô phong nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi treo trên người của Lão Kỳ, nó đã bị sờ đến nhẫn bóng, xem ra là do Lão Kỳ thường xuyên lấy ra vốt ve. Lão Kỳ cười nói, người anh em của tôi tên Liên Thành, lúc ấy chúng tôi ở cùng một liên đội. Sau khi tham gia cuộc chiến, chúng tôi đều sống sót nên nương tựa vào nhau, anh ấy nói trong nhà chỉ còn mình anh ấy. Tôi cũng vậy nên chúng tôi đã nhận nhau là anh em. Lão Kỳ kể về tình cảm anh em rung động lòng người những năm đó. Chương 560, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Diệp Vô Phong chỉ yên lặng lắng nghe lão Kỳ nói, mà những thành viên chính phủ khác cũng không dám lên tiếng, tất cả đều nghiêm túc lắng nghe. Lão Kỳ nắm tay Diệp Vô Phong và xúc động, sau chiến tranh tôi bị thương và cuối cùng phải lui về sau, nhưng tên nhóc đó thật may mắn. Sau khi vượt qua bài kiểm tra của Cục Hồng Thuẫn đã trở thành thành viên chính thức. Đáng tiếc là sau một lần chấp hành nhiệm vụ đã chết ở bên ngoài, nghe nói là ra nước ngoài, sau đó cũng không thể lấy hài cốt về. Lão Kỳ cười, nước mắt rưng rưng. Cậu nhóc, cậu là người của Cục Hồng Thuẫn, tôi luôn cảm giác các cậu có thể tìm được hài cốt của anh ấy về. Trước kia nguyện vọng của anh ấy là được ra nước ngoài, bây giờ đã được ra rồi, nhưng dù sao vẫn phải quay về. Linh hồn của anh ấy là linh hồn của Trung Hoa, không nên ở bên ngoài. Lão Kỳ nhờ Cậy Diệp Vô Phong, mà Diệp Vô Phong cũng gật đầu nói, yên tâm, nếu cháu có ra nước ngoài làm nhiệm vụ thì nhất định sẽ tìm được hài cốt của ông ấy, chắc chắn cháu sẽ tìm được. Lão Kỳ lau nước mắt, xua tay nói, tôi không còn nguyện vọng gì nữa, nếu cậu tìm được hài cốt của anh ấy thì hãy chôn ở bên cạnh tôi, để cho hai anh em tôi bầu bạn với nhau. Sau khi nói xong, Lão Kỳ nhờ Đỗ Nguyên Tân giúp đưa ông ấy về nhà. Sau khi trở về, Đỗ Nguyên Tân nhìn Diệp Vô Phong bằng ánh mắt xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Lão Kỳ nói chuyện này, có lẽ là bởi vì cậu là thành viên của Cục Hồng Thuẫn. Diệp Vô Phong gật đầu, là một cựu chiến binh đáng kính. Đỗ Nguyên Tân cũng rất đồng ý. Sau khi mời các thành viên chính phủ dùng bữa rồi tiến bọn họ đi, Diệp Vô Phong quay trở lại văn phòng. Lúc này nhìn thấy Bạch Nhạn Phi đang xử lý tài liệu thì mỉm cười tươi giói, chăm chỉ như vậy à. Bạch Nhạn phi trợn tròn mắt, anh không biết công ty mới thành lập có nhiều việc cần làm lắm sao? Hơn nữa chúng ta vẫn đang đấu với công ty chính hòa đấy. Diệp Vô Phong chỉ vào công ty chính hòa đối diện, cô đang nói đến công ty chính hòa đã bị phong tỏa đó à? Bạch Nhạn phi sững sờ một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy công ty chính hòa ở phía đối diện đang bị cảnh sát phong tỏa. Lúc này cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ trốn thuế nghiêm trọng như vậy sao? nếu họ muốn giải quyết nhanh chóng thì cứ kêu luật sư tới nộp phạt chẳng phải sẽ xong ngay hà cùng lắm là bị đóng cửa vài ngày thôi sẽ không xuất hiện tình huống như vậy mới đúng bạch nhạn phi giật mình diệp vô phong nhún vai nói ai mà biết được có lẽ họ còn phạm phải chuyện gì nữa thì sao vốn dĩ công ty chính hòa có làm chuyện gì tốt đâu ngược lại đã làm rất nhiều chuyện xấu bị bới móc ra hai chuyện cùng lúc cũng là chuyện thường thôi lúc này bạch nhạn phi mới chấp nhận vừa hay điện thoại di động của diệp vô phong vang lên anh lấy ra xem là du kinh hồng gọi tới anh hiểu rằng đội của du kinh hồng đã đến liêu tây bây giờ muốn bàn bạc với anh về kế hoạch tiếp theo vạn sơn hồng biến vẫn còn trong kho của nhà họ nguyên vì vậy phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa diệp vô phong kết nối điện thoại diệp vô phong hiện tại anh đang ở đâu du kinh hồng hỏi trong tâm trí của diệp vô phong hiện lên dáng vẻ của du kinh hồng anh mỉm cười nói cô đoán xem tôi không đoán tôi đang ở khách sạn cana bây giờ anh hãy đến đây bàn bạc làm cách nào để lấy được bức tranh của nhà họ nguyên đi có rảnh không du kinh hồng hỏi đương nhiên là rảnh người đẹp bảo tôi đi thì sao tôi lại không đi chứ diệp vô phong vội vàng nói sau khi du kinh hồng báo số phòng cho diệp vô phong anh đã lái xe rời khỏi công ty vệ sĩ long kiếm và nhanh chóng đến khách sạn cana Khách sạn Cana là khách sạn mà Diệp Vô Phong đã từng đưa gia đình Phong Tử nghĩa trốn thoát, đây được coi là một khách sạn tương đối sang trọng, không ngờ Du Kinh Hồng lại chọn ở một khách sạn như vậy. Sau khi đến căn phòng, gõ cửa được một lúc thì Du Kinh Hồng ra mở cửa. Hôm nay Du Kinh Hồng mặc một bộ đồng phục dần di rộng rãi, khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, cô ta chỉ thờ ơ gật đầu. Sau khi Diệp Vô Phong vào phòng, phát hiện Du Kinh Hồng đã dẫn theo bốn năm người, những người này không phải là thành viên cũ nữa vì vậy anh tò mò nhìn cô ta. Du Kinh Hồng giải thích, các thành viên lần trước không đến vì họ có nhiệm vụ khác. Những thành viên mới này đều do cục trưởng phái tới và đương nhiên là họ có thực lực rồi. Diệp vô phong gật đầu, anh cũng không quan tâm mấy chuyện này, dù sao cuối cùng anh vẫn hành động một mình, đến một mình và đi một mình chính là tính cách của anh. Dù sao thì Hồng Tuấn Cục cũng không yêu cầu họ trong khi chiến đấu phải phục tùng Du Kinh Hồng, ít nhất anh cũng không cần tuân theo Du Kinh Hồng trong phương diện chiến đấu. Vì vậy thực lực của những người này thế nào đều không liên quan gì đến anh. Trong số đó, cô gái cổ tóc đuôi ngựa đang dài nằm trên giường chơi điện tử lắc chân cười với Diệp Vô Phong, anh đẹp trai, tôi tên là Hồng Á Phương, phụ trách đánh sập internet, phụ trách nhiệm vụ của tất cả đường mạng. Bên cạnh là một người đàn ông rất cường tráng đang ngồi trên chiếc ghế đầu, anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, dâu thưa, ngũ quan đậm nét, lông mày rậm và đôi mắt to. Anh ta lạnh nhạt nói, tôi tên là Yến Phi đến từ trong bộ đội đặc trùng, tạm thời phụ trách hỗ trợ tầm ngắn. Diệp vô phong gật đầu. Ở phía bên kia, hai người đàn ông đeo kính đang thảo luận về một số vấn đề lượng tử quay qua chào hỏi Diệp vô phong, chúng tôi là La Tử Nghiệp và La Tử Đàn, phụ trách bắn tỉa và pháo nổ. Diệp vô phong vẫy tay cười. Và cuối cùng là một người đàn ông mặc áo khoác, tóc dài che khuất cả đôi mắt, toàn thân của anh ta như bị bóng ma bao phủ, nếu không phải Diệp Vô Phong có quan sát rất tốt thì đúng là không thể phát hiện ra. Anh ta không nói mà Du Kinh Hồng giới thiệu, Lạc Nham chịu trách nhiệm ám sát và theo dõi. Diệp Vô Phong cảm động nói, đây chẳng phải là một đội sát thủ nhỏ hoàn chỉnh rồi sao? Một đội như vậy tiến vào nhà họ Nguyên hẳn là không thành vấn đề. Du Kinh Hồng thờ ơ nói, tôi cũng nghĩ như vậy, dù sao mục đích của chúng ta là lấy cho được Vạn Sơn Hồng Biến. Diệp vô phong mỉm cười, tôi cũng biết điều này, cho nên mọi người định tối nay sẽ tiến vào nhà họ Nguyên à. Du Kinh Hồng vuốt cằm, việc này không nên chậm chế, có thể lấy được vạn sơn hồng biến càng nhanh càng tốt, chúng ta còn phải đi tìm các bức tranh khác. Diệp vô phong đành gật đầu nói, được rồi, cô đã nói đêm nay sẽ hành động thì đương nhiên tôi sẽ có mặt. Mặc dù có một số khác biệt giữa kế hoạch này và kế hoạch của anh, trên thực tế, kế hoạch sẽ không bao giờ bắt kịp những thay đổi, nhưng bây giờ anh đã thực hiện kế hoạch của mình, chỉ cần không có sự cố ngoài ý muốn thì nhất định sẽ đạt được mục đích. Cuối cùng thì nhà họ Nguyên vẫn bị diệt phong. Buổi tối, trong sân nhà họ Chu, Chu Hoa Tăng gọi Chu Tử Đồng đến trước mặt hỏi, cậu quen biết tên Diệp Vô Phong kia à? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 560.